Mẹ mới mất được 2 năm rưỡi mà bố đã dám đưa quý cô ra báo về nhà. Nhưng vì vậy tôi bị ràng buộc hệ thống dựa hơi bố. Bố làm gì hoặc là có được gì? Hệ thống sẽ thưởng ngẫu nhiên cho tôi thứ đó. Bố được phát 5.000 tệ tiền lương. Hệ thống sẽ thưởng cho tôi 5 vạn. Bố tìm được một quý cô ra báo. Hệ thống liền thưởng cho tôi 1 ngự tỷ. Lúc bố tôi đến trường học phụ huynh cho tôi. Hệ thống sẽ thưởng cho tôi 5 giò liên tiếp. Bố mua một con xe điện. Hệ thống sẽ thưởng cho tôi một con Bugatti xịn sò. Bố, con về rồi. Tôi mua được bia, làm vài cốc đi bố. Hả? Con trai, sao con về bất ngờ thế? Cũng không thèm gọi điện bảo bố một câu. Bố, cô ấy là ai thế á? Chỉ là một quý cô gia bảo bình thường thôi con ạ. À. Chuyện gì vậy? Chẳng phải anh nói anh không có con nhỏ sao? Đúng mà, con trai anh cũng đã 23 tuổi rồi. Nó sắp tốt nghiệp đại học, có thể kết hôn sinh con rồi. Vậy vẫn coi nó là trẻ con sao? Quý cô gia béo mắt chữ anh miệng chữ o, không nói nên lời. Bố nói đi, chuyện của hai người là sao? Mẹ yên tâm, con chắc chắn đứng về phía mẹ. Thân tử, bố sẽ nói thật với con. Năm đó ở quê, mẹ con sinh con ra thì qua đời. Tôi tự trách mình rất nhiều, lúc đó bố không nên tiết kiệm tiền để bà ấy sinh ở nhà. Vì vậy, mấy năm nay bố vẫn cứ ở vậy. Con sắp tốt nghiệp đại học để tự lực cánh sinh rồi. Bố cũng đã ở vậy tròn 2 năm rưỡi rồi. Bố thấy vậy đủ rồi, mẹ con ở đó chắc sẽ không trách bố đâu. 5 tháng sau này, bố muốn có một người bầu bạn. Con là sinh viên, con có cách nghĩ của riêng mình. Bố sẽ không nói nhiều nữa, mong con có thể hiểu cho bố. Được chứ? Lão già này đúng là không biết xấu hổ mà. Mẹ mới đi được 2 năm rưỡi, đã vội vàng dẫn quý cô ra báo về nhà rồi. Nếu như lâu thêm chút nữa, khéo lại dẫn đứa con về đây luôn ấy chứ. Thân tử, sau này con cứ gọi dì là được. Không cần gọi dì, là mẹ đâu. Dì và bố con chỉ muốn sau này được bầu bạn với nhau. Khi già cũng có người bưng nước cho uống. Chồng cũ của dì cũng mất sớm, chỉ có cô con gái đang ở nước ngoài. Con yên tâm, dì tuyệt đối không thể muốn tài sản của nhà con. Chỉ cần bố con không đòi hỏi, chúng ta cũng sẽ không cần có con xem có được không? Số bố mình đỏ ghê. Bố tìm đâu ra quý cô gia bảo thấu tình đạt lý thế? Thế này là mình không nỡ chửi người ta. Chỉ cần dì với bố tôi sống tốt tôi sẽ không phản đối. Nhưng tôi chỉ có một người mẹ, cô chỉ có thể là dì. Được rồi, dì là Trần Quế Anh, con gọi thế nào cũng được. Dương Thần nhìn vẻ mặt vui vẻ của bố, liền bất đắc dĩ thở dài một cái. Tinh, phát hiện bố nhân từ con hiếu thuận của nhân vật mục tiêu. Hệ thống dựa hơi bố yêu cầu ràng buộc. Ôi thật vãi chưởng, là hệ thống sao? Thế còn do dự gì nữa, chấp nhận ràng buộc luôn chứ nhỉ? Dù sao trong tiểu thuyết cũng đều viết như vậy, sau khi ràng buộc nhân vật chính lại đỉnh của chóp ngay. Đã nhận lệnh, hệ thống đang ràng buộc. Hoàn tất ràng buộc. Nhấp vào để xem phần giới thiệu hệ thống. Theo kiểu thường thấy trong tiểu thuyết. Bây giờ, chắc cũng sắp gửi quà cho người mới rồi, ngồi chờ thôi. 200 triệu năm sau đó. Quả nhiên, tiểu thuyết toàn nói điêu hết. Sau nãy mình không bao giờ tin mấy tác giả đó bíp nữa. Hệ thống dựa hơi bố như tên gọi chính là dựa hơi bố. Nói một cách đơn giản, bố làm cái gì hoặc là nhận được gì. Hệ thống sẽ thưởng ngẫu nhiên thứ đó. Hệ thống này tuyệt vời như vậy. Vậy nếu nhận thêm vài người bố nữa, vậy không phải là bay lên luôn sao? Chỉ giới hạn trong hai bố con ruột, chủ nhân nhận bố khác sẽ không có hiệu lực với hệ thống. Được rồi, muốn mắc một lỗi bắc cũng không được. Hệ thống phát hiện, bố của chủ nhân đang yêu một quý cô gia báo. Thưởng cho chủ nhân một ngự tỷ tất đen. Chủ nhân có thể coi là người yêu, cũng có thể coi là người hầu. Ngự tỷ trung thành tuyệt đối với chủ nhân. Bắt đầu tặng thưởng rồi sao? Độc thân 23 năm cuối cùng mình cũng có bạn gái rồi sao? Ngự tỷ tất đen, nghe có vẻ cũng được đấy chứ. Để con trai sống hạnh phúc. Bố phải cố gắng hơn nữa nhé. Bố xem, điều kiện nhà chúng ta bình thường như vậy. Mặc dù bây giờ bố đã 48 tuổi, nhưng vẫn luôn phải cố gắng đấy. Ít nhất bố phải nuôi sống mình và dì Trần. Bố nói xem đúng chứ? Đó là hiển nhiên rồi. Nghe nói nhà nước sẽ sớm kéo dài tuổi nghỉ hưu lên tận 65 tuổi. Bố vẫn có thể làm mười mấy năm nữa mà. Con tự chăm sóc bản thân cho tốt, không cần phải lo lắng cho bố và dì Trần đâu. Vâng à, bố biết cố gắng như thế là được rồi. Hở? Không đúng. Từ lúc nào lại đến lượt con dạy bố thế? Thật không biết lớn nhỏ. Bố à, con đang cổ vũ bố mà, là con trai. Mong bố thành danh thì có gì sai chứ, he he. Thân tử à, con có bạn gái chưa? Con làm sao thế? Đến bố còn có bạn gái mà con lại không? Hồi trước tưởng con yêu đương mà, chia tay rồi à? Chê con nghèo nên đá con rồi. Không sao không sao, dì có một cô cháu gái xinh gái lắm. Là sinh viên chuyên ngành tài chính.
Bây giờ đi làm công ty rồi. Cho con xem ảnh của con bé nè. Nếu con thích, Si sẽ hẹn con bé để hai đứa nói chuyện. Trần Quế Anh mở ảnh cô cháu gái ra, rồi đưa điện thoại cho Dương Thần. Dương Thần nhìn thấy ảnh gái liền kích động, đến mức suýt lỡ miệng phát ra hai tiếng vãi chưởng. Ngự tỷ tất đen. Chẳng lẽ ngự tỷ mà hệ thống thưởng là cháu gái của Di Trần sao? Nhưng vẫn chưa thấy hệ thống nhắc nhở gì cả. Mình chưa vội kết luận thì hơn. Di Trần quyết định đi ạ. Con là một đứa trẻ rất nghe lời người lớn. Hân Hân, đây là con trai một người bạn của cô, tốt nghiệp khoa tài chính của Đại học Hải Thành, giờ là nhân viên cho vay của công ty tài chính, tính cách thật thà, lại còn đẹp trai nữa. Hơn nữa, còn là con một trong nhà. Cô thấy hai đứa rất hợp nhau. Cháu có muốn gặp thằng bé không? Lúc này, trong phòng ăn riêng ở khách sạn Giang Nam, Trần Hân Hân xem ảnh cô gửi cho mình. Hai mắt cô bất chợt sáng lên. Anh chàng này đẹp trai quá. Mông Vạn Tổ thời đỉnh cao cũng phải nhường anh ấy ba phần. Đây không phải là bạn trai cũ của tớ sao? Sao hai người lại quen nhau được? Sảo Vân, cậu có nhầm không? Đây chính là bạn trai cũ nghèo khó không có chỉ tiến thủ đó sao? Đúng thế, cậu không quen anh ta à? Không quen. Cô tớ giới thiệu anh ta cho tớ. Hỏi tớ có muốn gặp anh ta không? Nếu biết anh ta là bạn trai cũ của cậu, tớ đã từ chối thẳng rồi. Ấy, anh trai này cũng đẹp trai phết nhỉ. Làm người nổi tiếng cũng được đấy. Tiểu Vân, tầm mắt của cậu quá cao rồi phải không? Anh chàng đẹp trai thế này vẫn không vừa mắt. Đẹp trai có ích gì chứ? Có mài ra tiền được không? Tớ muốn mua một cái túi. Anh ta phải tiết kiệm 2 năm mới đủ tiền. Rõ ràng tớ có thể có lựa chọn tốt hơn mà. Tại sao phải sống nghèo sống khổ với anh ta chứ? Cậu xem bạn trai Trương Dương của tớ tốt biết nhiều nào. Nhà mở nguyên cái xưởng. Xe thì có một con Mạch ghi với một con Panamazon. Nhưng để tớ nói nè, anh ta khỏe làm ý. Lần nào cũng đều làm tớ rất hài lòng. Đây chính là ưu điểm lớn nhất của anh ta trừ vẻ đẹp trai ra. Tớ thừa nhận, chuyện này anh ta giỏi hơn anh Trương Dương nhiều. Tớ vốn không có hứng thú đi gặp anh ta. Nhưng nếu cậu đã nói vậy, vậy tớ phải đi thật rồi. Suy cho cùng, ai mà từ chối được một người đẹp trai hơn Ngô Mạn Tổ chứ? Cùng lắm thì coi như bạn bè cố định. Tự mình làm vẫn tốt hơn. Sau bữa tối, Trần Hân Hân gửi tin nhắn cho cô mình. Cô à, chồng cũng được đó ạ. Ngày mai cháu được nghỉ. Cô bảo anh ấy chọn thời gian địa điểm gặp nhau đi. Trần Quế Anh nhận được tin nhắn, liền vui vẻ cho Dương Thần xem. Thần tử, con mau chọn thời gian địa điểm đi. Vậy thì 9 giờ rưỡi sáng mai, gặp ở quán cà phê ức đạt Polasadia. Trần Quế Anh gật đầu. Soạn tin theo lời Dương Thần rồi gửi cho cháu mình. Quả nhiên là một tên nghèo, có mỗi bữa cơm cũng không nỡ mời. Mà thôi, nể tình anh hoang dại như Ngô Ngạn Tổ, chị đây sẽ nhịn. Dương Thần chào hai người rồi rời đi. Nếu cậu ấy ngủ lại ở đây, bố và Di Trần cũng không tách nhau ra. Không ở lại đây làm bóng đèn vẫn hơn. Đúng là con trai ngoan của ta. Lớn rồi, hiểu chuyện cả rồi. Hân Hân, cậu với Dương Thần đã hẹn gặp mặt nhau ở đâu chưa đấy? Hẹn rồi, 9 giờ 30 phút sáng mai, ở quán cà phê ức đạt Polaser. Tiểu Vân, cậu nói đúng lắm. Tên này vừa nghèo lại vừa cục xúc. Lần đầu tiên gặp mặt còn không muốn mời bữa cơm. Chỉ một tách cà phê mà muốn qua tờ á. Nếu không phải anh ta hoang dại như Ngô Mạn Tổ, tớ còn lâu mới thèm gặp anh ta. Nếu như cậu đi vì chuyện đó vậy thì không cần thiết đâu. Lát nữa chị em tìm cho cậu một mẫu nam, đảm bảo khiến cậu khoái đến tận nóc luôn. Sao lại phải phí thời gian đi gặp anh ta chứ? Được rồi, không nói nữa. Ngày mai đi gặp anh ta rồi nói với cậu sau. Tâm trạng Lý Xảo Vân rất không tốt. Cô ta là kiểu người trong lòng có hơi biến thái. Thứ cô ta không cần, người khác cũng đừng hòng có được. Không được, phải phá hỏng mối quan hệ giữa Dương Thần và Trần Hân Hân mới được. Đối tượng xem mắt ngày mai của anh là đồng nghiệp tôi. Tình cảm của cô ta rất tùy tiện, tình trường phức tạp. Đi xem mắt anh chỉ để ngủ với anh thôi. Chỉnh sửa tin tốt xong, Lý Xảo Vân lập tức nhấn gửi. Nhưng lại phát hiện mình bị Dương Thần block rồi. Đồ tồi, tôi đá anh. Tôi còn không block anh, vậy mà anh dám block tôi. Đàn ông đúng là tệ như nhau mà. Dương Thần chỉ muốn biết, Trần Hân Hân, rốt cuộc có phải là ngự tí tất đen đó không? Nếu không cậu ấy sẽ không đến xem mắt. Cô Trần, cô đến chỗ nào rồi? Tôi đi ngay. Đừng giục. Mẹ ơi, hẹn lúc 9 giờ 30. Bây giờ đã là 10 giờ 30 phút rồi. Vậy cô đừng đến nữa, tôi đi đây. Dương Thần tắt điện thoại luôn. Tiện thể cũng block không một động tác thừa. Vai, anh ta dựa vào đâu block mình chứ? Tối qua tớ nói rồi mà, ngoài việc đẹp trai, sức khỏe tốt ra, anh ta chẳng có ưu điểm, nhược điểm lại nhiều vô kể. Bảo cậu đừng đi, cậu lại không chịu nghe. Tớ vẫn phải đi.
Tớ không đi xem mắt anh ta, tớ muốn đi chửi anh ta, nếu không tớ tức không chịu được. Tên nghèo như anh ta, mình đồng ý xem mắt đã là phúc lắm rồi. Anh ta đợi tí thì chết à, sao anh ta dám bơ lắc mình chứ? Hello, con trai, con đang ở đâu? Vừa rồi Hân Hân gọi điện thoại đến, khóc nói con không gặp con bé. Chuyện này là sao? Chúng con hẹn gặp lúc 9 giờ rưỡi, giờ là 10 giờ rưỡi rồi, cô ta lại nói vẫn chưa đi. Đúng là quá đáng mà. Bố nói với dì Trần, cảm ơn lòng tốt của dì, chuyện giữa con và cháu dì ấy sẽ không ảnh hưởng đến con và dì ấy. Lúc nãy Hân Hân nói, con bé muốn ăn mặc đẹp để đến gặp con, cho nên mới bị chậm một chút. Bây giờ con bé đang trên đường đến Úc Đạt Palace rồi, con nên gặp con bé đi. Dù có thành hay không, cũng vẫn phải gặp mặt chứ. Được thôi, bố bảo cô ta đợi ở quán cà phê đi. Được, bố sẽ đưa dì đi mua một chiếc xe điện, để con tiện đi làm. Đừng có làm phiền bố với dì đấy, chuyện của con tự làm đi. Ông già cũng biết tán gái đấy chứ, mới vậy đã tặng xe điện rồi. Phát hiện bố của chủ nhân mua một chiếc xe điện Yadin. Hệ thống thưởng chủ nhân một chiếc xe thể thao Bugatti. Biển số của chiếc xe Bugatti này là 52C13, lập tức có hiệu lực. Giây tiếp theo, trong tay Dương Thần đã có thêm một chiếc chìa khóa xe. Trên đời chỉ có bố là tốt, có bố rồi chẳng phải lo gì cả. Xe mắt chỉ là chuyện nhỏ, mau đá bay Trần Hân Hân thôi nhờ. Lái Bugatti lượn lờ ngoài đường vui hơn xe mắt nhiều. Cô Trần, chào cô nhé. Anh đến rồi à? Anh có biết tôi đợi anh bao lâu không? Đợi 10 phút rồi đấy. Lạy mẹ, con đợi mẹ hơn một tiếng đồng hồ, con cũng không nói gì cả. Mẹ mới đợi 10 phút đã rãy lên rồi à? Chúng ta giống nhau sao? Tôi là con gái, anh là con trai. Điều kiện của tôi tốt vậy, anh ngoài đẹp trai ra, con lại chẳng ra làm sao cả. Anh so với tôi sao? Anh nên chờ tôi. Sao tôi phải chờ anh chứ? Hẹn hò với tôi là vinh hạnh của anh đấy. Anh có tư cách gì bỏ đi khi tôi chưa đến chứ? Vậy mà còn dám bơ lắc tôi, ai cho anh cái gan đó vậy? Lương tính như sao? Con mẹ nó, đây chắc chắn không phải ngự tỷ mà hệ thống tặng. Đứng lại đó, tôi chưa nói xong mà. Lý do tôi đến đây, không phải để hẹn hò với anh, mà là muốn chửi anh đấy. Nhớ cho kỹ, hẹn hò với tôi là vinh dự của anh. Anh không có quyền về trước, càng không có quyền bơ lắc tôi. Muốn về trước cũng phải là tôi về trước, muốn bơ lắc cũng phải là tôi bơ lắc, anh hiểu chưa? Cô bị điên à? Cô vừa đến đây nên quên uống thuốc đúng không? Tôi nể mặt dì Trần không so đo với cô, mà cô vẫn còn ngang ngược. Cô cút càng xa càng tốt, đừng có làm tôi chướng mắt nữa. Anh chửi tôi, anh dám chửi tôi sao? Cái tên nghèo mà kiếp này. Dương Thần không hề hấn gì, cũng không thèm để ý. Sau đó, cậu đi về phía chiếc Bugatti đậu ở cửa quán cà phê. Hân Hân à, thế nào rồi? Chửi anh ta chưa? Chửi rồi. Wow, cậu lại mua túi mới rồi à? Đâu ra anh tốt với Xảo Vân thật. Em cũng muốn tìm một người bạn trai giống anh. Cái này dễ mà, lát nữa anh tìm một người ở vòng bạn bè cho. Sao có mình em ở đây? Cái tên nghèo đó đâu? Đang ở ngoài đó ngắm xe, cũng chẳng biết đang ngắm xe hay đang ngắm gái. Dù sao thì cũng hèn lắm, vừa rồi anh ta còn mắng tớ, tức chết đi được. Tớ luôn hối hận rồi, không nên thấy anh ta đẹp trai mà đến gặp anh ta. Tớ khuyên cậu bao nhiêu lần rồi, mà cậu không nghe. Nếu anh ta có ưu điểm, làm sao tớ lại đá anh ta chứ? Thằng nhóc này, để anh làm khó cậu ta, đi. Anh giúp em chút giận. Yêu, đây chẳng phải Dương Thần, thanh niên nổi tiếng tiết kiệm đó sao? Thế nào, đang ngắm xe hay là đang ngắm gái thế? Dương Thần quay đầu nhìn thấy ba kẻ tệ hại, còn tức giận không kìm được mà bùng lên. Nhưng bây giờ anh đây là người có hệ thống rồi. Không cần phải dùng cách rẽ vào trại, để giải quyết vấn đề, chúng ta từ từ mà chơi. Tên đổ vỏ, trung hợp nhỉ? Anh nói nhảm gì thế? Sau khi tôi đá anh mới ở bên anh ấy. Vậy không phải vẫn là tên đổ vỏ sao? Năm 19 tuổi, hai ta đi du lịch. Trong một khách sạn nhỏ 50 tệ một đêm, cô nghiện còn giả vờ ngại. Anh im miệng cho tôi, ha 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 ha. Đừng ngắm nữa, cậu sống mấy kiếp cũng không mua nổi đâu. Hơ hơ, vậy anh có mua nổi không? Hỏi thừa, xe đời thấp năm 2000 mấy vạn, xe sang 4000 vạn, tôi đều có thể mua rất dễ dàng. Dương Thần biết thực ra anh ta đang nổ, muốn mua xe này, Trương Dương phải bán cả nhà máy, hoặc là bán căn nhà tổ tiên để lại. Anh ta mua cũng mua được thôi, nhưng mua không dễ đâu. Anh cũng am hiểu đấy nhỉ? Tất nhiên rồi, tôi nói rồi, nếu tôi muốn mua, thì dễ như ăn cháo. Đô ra, anh đỉnh thật đấy. Xảo Vân có người bạn trai như anh đúng là hạnh phúc mà.
Chủ nhân của chiếc xe này chắc chắn là một phú nhị đại siêu giàu rồi. Người như vậy là kiểu người chúng ta thường muốn nhưng đều không gặp được. Anh đây là một người rất bình thường. Đang đứng trước mặt cô đấy. Không bí ẩn vậy đâu. Chém đến nỗi mình sắp bay luôn rồi. Lần sau đừng chém như vậy nữa nhé. Lúc này, Dương Thần lấy chìa khóa xe ra. Ấn một cái, Bugatti liền kêu lên hai tiếng. Á đu. Vừa định lên xe, Trần Hân Hân liền đi tới. Dương Thần, xe này là của anh à? Cô vẫn chưa nhìn thấy gió à? Không phải Sáu Vân nói anh là tên nghèo sao? Lương một tháng của anh có 1 vạn. Cậu ấy muốn mua túi, anh phải tiết kiệm tận 2 năm. Sao anh lại mua được con xế hộp đắt tiền như vậy? Nói thế mà cô cũng tin. Cô ta rõ là không muốn cô đến với tôi. Nếu không cô ngồi Bugatti, cô ta ngồi Porsche, cô sẽ so sánh với cô ta. Lý Sảo Vân, cậu có ý gì? Sao tối qua cậu đột nhiên về ký túc xá ở? Còn khuyên tôi đừng hẹn hò với Dương Thần. Ý cậu là thế này sao? Tớ hiểu rồi. Trước đây anh ta phải trải nghiệm sự cực khổ, cho nên phải sống vất vả hơn một chút. Bây giờ trải nghiệm kết thúc rồi, anh ta về nhà thừa kế tài sản. Không sai, nhất định là vậy rồi. Trong tiểu thuyết đều viết như vậy mà. Sau đó Lý Sảo Vân vội vàng chạy đến bên cạnh Dương Thần rồi quỳ xuống. Dương Thần, em sai rồi, em đúng là ngốc quá mà. Chúng ta làm mảnh nhé, chúng ta bắt đầu lại được không anh? Lý Sảo Vân, ý cô là gì? Cô quay lại với cậu ta, vậy tôi là cái gì? Anh cút đi đi. Đừng đến phá hoại tình cảm giữa tôi và Đô Gia Thần. Lý Sảo Vân, đồ tiện nhân, cậu bấy tôi. Sau đó, hai người này lao vào bên nhau. Trong lúc hỗn loạn, Dương Thần ngồi trên chiếc Bugatti, một chân đạp ga lao đi. Hello, con trai à, con mua xe thể thao bu gì đó từ lúc nào? Hân Hân nói chiếc xe tận 4.000 vàng. Con lấy đâu ra nhiều tiền thế? Xe này là con thuê mà, con làm gì có tiền mua xế xịn. Con muốn tăng tỷ lệ hẹn hò thành công, nên mới thuê con xe để đưa cô ta đi dạo. Ai mà biết cô ta đến muộn hơn một tiếng, lúc gặp liền đánh con. Cứ nhắc cô ta là con lại khó chịu, đừng nhắc đến cô ta nữa. Thôi á, thằng nhóc này cũng biết chơi đấy nhỉ. Hân Hân gọi điện thoại cho dì Trần. Chết dì Trần, không ra cảnh thật của nhà mình cho con bé. Bố nói nhà ta là một gia đình bình thường, làm gì có gia thế khủng nào. Cúp máy. Dương Quân kể chuyện Dương Thần thuê xe thể thao với Trần Quế Anh. Thằng bé này thật là... Lúc này Trần Hân Hân và Lý Sảo Vân đang ở bệnh viện để xử lý vết thương. Lúc này Trần Quế Anh gọi điện thoại đến. Hân Hân à, chiếc xe thể thao của Dương Thần là thuê về. Vốn muốn đưa cháu đi dạo, không ngờ hai đứa lại thành ra thế này. Cái gì cơ? Xe thuê à? Đúng rồi, là xe thuê. Con cũng đừng kích động như vậy. Người trẻ rất thích chơi trội, điều này cũng rất bình thường mà. Hơn nữa, hai đứa cũng không thành đôi. Thằng bé có thuê hay không không liên quan đến cháu. Sao lại không liên quan à? Cháu bị anh ta lừa đánh nhau với bạn gái cũ, do vẫn đang viện xử lý vết thương đây này. Lý Sảo Vân cũng nghe thấy, xe của Dương Thần là xe thuê. Suýt chút nữa thì cô ta ngã ra đất. Lý Sảo Vân không chỉ bị thương, Trương Dương còn chia tay cô ta vì cô ta muốn quay lại với Dương Thần. Lần này, cô ta đúng là trộm gà không xong còn mất cả chì lẫn chài. Đồ khốn, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Đô Gia à, em biết lỗi rồi. Sau này em sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa. Xin anh hãy cho em một cơ hội nhé. Mẹ nó, cô coi tôi là cái gì? Cô muốn quay lại với Dương Thần, cô liền đá tôi. Bây giờ biết xe của Dương Thần là xe thuê, cô lại xin tôi tha thứ. Sao cô lại thấp hèn như vậy chứ? Em biết là em không tốt, em thực sự biết lỗi rồi mà. Em xin anh cho em một cơ hội nhé. Được thôi, nếu cô làm tôi vui, tôi sẽ tha thứ cho cô. Lớn cả rồi. Lý Sảo Vân đương nhiên hiểu ý của Trương Dương, nên quỳ xuống trước mặt hắn. Biểu hiện rất tốt, anh rất hài lòng. Túi đó vẫn là của em cứ cầm đi. Chỉ cần anh tha thứ cho em là được, em không cần túi nữa. Nhưng em muốn anh chút giận giúp em, dạy dỗ Dương Thần một trận nhớ đời. Em muốn anh ta phải trả giá cho hành động của mình. Ha ha, lòng dạ phụ nữ đúng là độc ác nhất. Nói đi, em muốn dạy dỗ cậu ta thế nào? Khuế miệng Lý Sảo Vân lộ ra nụ cười nham hiểm, nói ra ý đồ của mình. Dương Thần giống hầu hết các sinh viên tốt nghiệp. Cậu thi nghiên cứu sinh để có công việc tốt hơn. Đến lớp học, cậu chọn bàn cuối cùng rồi ngồi xuống. Bạn ơi, cho hỏi chỗ này có ai ngồi chưa? Cậu ngồi chỗ khác được không? Tôi không muốn ngồi với người lạ. Bạn à, trong phòng chỉ còn lại một chỗ ngồi này thôi. Không cho tôi ngồi, vậy tôi ngồi ở đâu được? Ngại quá, tôi tưởng còn có chỗ khác. Vậy cậu ngồi đi. Lần thế này nhưng mình chưa từng bị ai ghét bỏ. Anh chẳng đáng ghét. Phát hiện bố của chủ nhân tặng nữ sĩ Tơ Jim anh tử. Quà tặng người yêu lãng mạn.
Giá trị quà tặng năm 1999. Hệ thống thưởng cho chủ nhân năm 1999 vạn su Duyên lập tức được chuyển vào tài khoản. Sau khi sử dụng, su sẽ chuyển thành tiền tiền mặt và được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng. Đùa, ông già si tin đến vậy sao? Con tặng quà Sito Jim để được gọi là anh nữa chứ. Phần thưởng này được đấy. Năm 1999 vạn su trên Duyên mà chuyển sang tiền mặt sẽ là năm 1999 vạn. Phát hiện bố của chủ nhân tặng quà cho nữ Sito Jim anh từ quà tặng tắp một Duyên. Giá trị quà tặng 1 vạn su Duyên. Hệ thống thưởng chủ nhân 1 triệu su Duyên nhận ngay lập tức. Sau khi chủ nhân sử dụng, su sẽ chuyển thành tiền mặt và được chuyển vào tài khoản ngân hàng. Lại nữa à, ông già nghe người ta gọi anh sướng rồi sao? Sao quà tặng càng đắt thế? Dương Thần nhanh chóng lấy điện thoại mở Duyên ra, xem thử anh tử rốt cuộc là ai. Người dùng tên anh tử có mấy nick lận, trong đó có Trần Quế Anh gì Trần. Lại phát hiện, bố chủ nhân tặng quà nữ Sito Jim anh quà tặng lễ hội hóa trang, giá trị quà tặng 3 vạn su, hệ thống tặng thưởng siêu lớn, tặng thưởng chủ nhân 3 tỷ su, chuyển vào tài khoản ngay lập tức. Chết tiệt, nick bố bị hack mất rồi sao? Dương Thần bấm vào xem, Di Trần đang PK với người khác, đại ca nhất bảng có ID là anh Quân mạnh mẽ, không phải nghĩ, đây chắc chắn là bố Dương Quân rồi. Dương Thần nhanh chóng gửi tin nhắn cho bố. Con thấy live sờ chim của Di Trần rồi. Anh Quân mạnh mẽ là bố phải không? Đừng tặng nữa, bố kiếm số tiền đó dễ lắm sao? Không được, bố không thể để Di Trần của con bị bắt nạt. Ai ra, sao mình cứ cảm thấy bố như phát cuồng vậy? Rất giống mấy người ăn mì gói, cũng phải tặng quà cho những sister gamer mình thích vậy. Tài khoản con còn ít su, lâu lắm không dùng, để con giúp Di Trần. Bố đừng dùng su tặng quà nữa. Còn nữa, sao bố quen được gì ấy cậy? Không phải là tặng quà mới quen nhau đó chứ? Vớ vẩn, hai chúng ta là đồng nghiệp, hôm nay là lần đầu bố tặng quà cô ấy. Con đừng bấy bẩn, tình yêu trong sáng giữa bố và Di Trần. Được thôi, tình yêu trong sáng của bố cứ để con bảo vệ cho. Dương Thần tặng lễ hội hóa trang, giúp Di Trần đè bẹp đối phương. Trần Quế Anh rất phấn khích, vì kế kết thúc, một chiến thắng không có gì bất ngờ. Được rồi, bố biết rồi, mà này, con trai. Tên nick gái ngon muốn đi thẳng vào vấn đề này. Nghĩa là sao? Bố chẳng hiểu gì cả. Con nhìn nick bố đi. Anh Quân mạnh mẽ dễ hiểu làm sao? Vừa nhìn là hiểu ngay là nghĩa gì rồi. Con đặt bừa thôi. Bố cứ kệ đi. Được rồi, con phải học rồi. Không nói chuyện với bố nữa. Tan học. Bố lại gửi tin nhắn đến. Con trai, cảm ơn quà tặng của con nhé. Di Trần của con rất vui. Di gọi điện bảo bố đến ở chỗ cô ấy. Bây giờ tôi qua đó. Trước trưa mai đừng có gọi bố đấy. Đúng rồi, con cũng đừng nạp tiền nữa. Tiết kiệm tiền cưới vợ đi, tôi đang chờ bé cháu đây. Dương Thần không nhịn được cười, nhưng cậu cười rồi lại khóc. Mình sống không được như bố nữa. Lúc này, ở bên dưới giảng đường, Phú Nhị đại cao lực cầm hoa tươi, hướng mắt về phía cổng. Bên cạnh anh ta còn có một chiếc Lamborghini. Lúc này, Trần Ngọc Kỳ cũng đi ra. Nhìn thấy cao lực cầm hoa trên tay, cô ấy liền hoảng hốt. Trần Ngọc Kỳ, anh yêu em, làm bạn gái anh nhé. Anh sẽ yêu thương em cả đời. Từ nay em sẽ là người hạnh phúc thứ hai trên đời. Bởi vì, anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này. Đúng lúc này, Dương Thần đi tới. Phút cho cậu hoảng sợ với màn tỏ tình xiển xúa này. Đã là 3202 năm rồi. Sao vẫn dùng ngôn ngữ từ thời Gaver để tỏ tình chứ? Tôi đã bảo anh nhiều lần rồi. Tôi thích người khác rồi. Xin anh sau này đừng có làm phiền tôi nữa. Rốt cuộc em thích tên nào chứ? Em cũng không thèm nói với anh. Vậy bây giờ em gọi hắn đến đây đi. Nếu là thật, sau này anh chắc chắn sẽ không quấy rầy em nữa, được chứ? Xin lỗi nhé, tôi vội về nhà ngủ. Phiền nhường đường một chút. Dương Thần còn chưa nói xong, Trần Ngọc Kỳ đã vội tiến lên hôn cậu một cái. Dương Thần nhanh chóng đẩy Trần Ngọc Kỳ ra. Thứ yêu nghiệt, đừng hòng lấy lòng bổn vương. Do bổn vương chỉ tin ngự tỷ của hệ thống thôi, bởi vì chỉ có chị ấy mới trung thành tuyệt đối. Anh ấy chính là nam thầm mà tôi yêu thầm. Bây giờ anh biết rồi, có thể bỏ cuộc rồi chứ. Làm ơn, diễn xong vở kịch này, rồi đưa tôi rời đi, tôi sẽ bồi thường cho cậu. Mẹ kiếp, thằng nhãi, mau buông cô ấy ra cho tôi. Tôi còn chưa được hôn cô ấy. Dương Thần trừng mắt nhìn Cao Lực, sau đó bỏ đi mà không quay đầu lại. Em thì sao chứ? Con tìm người làm lá chắn, còn hôn người ta nữa. Cuối cùng rồi sao? Một tên nghèo hèn như hắn ta có dám làm lá chắn cho em không? Anh cố gắng theo đuổi em, sao em lại không hiểu chuyện chứ? Sao cứ ép anh phải dùng thủ đoạn đặc biệt? Tại sao anh một lòng muốn làm một người tốt? Mà em cứ ép anh trở thành người xấu chứ? Công ty nhà cô ấy phải dựa vào công ty nhà Cao Lực. Nếu Trần Ngọc Kỳ dám từ chối, Cao Lực có thể bảo bố mình hủy hợp tác với nhà Trần Ngọc Kỳ. Vậy có thể công ty nhà cô ấy sẽ phá sản. Đúng lúc này,
Thích đó không xa có tiếng động cơ xe vang lên. Vài giây sau, Dương Thần từ từ lái Bugatti về dần đến. Sau đó dừng lại phía trước chiếc Lamborghini. Vợ ơi, lên xe về nhà thôi. Vợ à, thơm cái nào. Tên khốn, dám lợi dụng mình. Hôm nay không thèm tính toán với cậu. Nhưng mà tôi nhất định sẽ trả thù hứ. Người anh em, thử lỗi nhé. Cô gái này là của tôi, anh tìm người khác nhé. Lần sau chắc chắc đồng ý hắn tỏ tình. Nếu không lại mất mặt như hôm nay đấy. Xuống xe đi, tôi về nhà ngủ đây. Cảm ơn cậu đã giúp tôi, cho tôi số tài khoản đi. Ngày mai tôi sẽ chuyển cho cậu 10 vạn. Tôi đã nói sẽ trả nhiều tiền. Nhất định phải làm được. Tôi không phải vì tiền, chỉ vì tôi thấy ghê tởm tên đó. Tôi phải về nhà đây. Cô tự bắt taxi về nhà nhé. Chú ý an toàn đấy. Tên khổ đáng ghét. Làm như mình đang chém gió ấy. Tôi vẫn có thể cho cậu 10 vạn đấy nhé. Nụ hôn đầu cho cậu rồi. Cậu muốn chạy là chạy à? Cứ chờ đó, tôi chắc chắn tìm được cậu. Dương Thần về nhà liền tắm rửa. Nằm trên giường lướt Douyin chuẩn bị đi ngủ. Lướt được vài video. Hệ thống Douyin đã đề xuất cho cậu like sở chim của Trần Ngọc Kỳ. Lúc này Trần Ngọc Kỳ đánh tỷ bà với khuôn mặt dầu dĩ. Người xem chỉ có 20 người, thỉnh thoảng cũng sẽ có vài người tặng tim, bia gì đó, cơ bản đều không có giá trị. Nhưng Trần Ngọc Kỳ lại tập trung đánh đàn, không thèm nhìn điện thoại. Chẳng trách cô ấy xinh xắn, lại đánh đàn giỏi, nhưng lại có rất ít người hâm mộ. Bây giờ làm live sở chim không hở xíu sao mà được chứ. Lúc này, đột nhiên có người mời Trần Ngọc Kỳ PK, Trần Ngọc Kỳ cũng không đánh đàn nữa. Cô chấp nhận lời mời. Dương Thần dùng nick gái ngoan muốn đi thẳng vào vấn đề, bắt đầu phàn nàn. Nghe đang cuốn mà, sao lại không đàn nữa rồi? Tiếp tục đàn đi chứ. Tiếp tục đàn sao? Được, tôi tiếp tục đàn. À đu, sao mình cứ cảm thấy Adi này đỉnh đỉnh thế nào ấy? Có phải như ý mình nghĩ không? Đúng là hiểu mình mà. Cho cái tên Adi này một nút like nhé. Người anh em đừng chỉ nghe chùa, phải tặng thêm ít quà đấy. Bên kia có đại ca, tặng mấy chiếc xế hộp. Bên Trần Ngọc Kỳ chỉ được mấy ngôi sao mà bị ép đến nỗi sắp không nhìn thấy nữa. Nếu bên cô không có đại ca nào ra tay, vậy thì chúng ta kết thúc nhé. Bên này các đại ca của tôi đều ở đây, không cần thiết phải cố gắng PK thắng nữa đâu. Mẹ này phiền thật. Người ta đang đánh đàn, mà cô ta cứ phải ép mới chịu. Mỗi mình cô ta giỏi sao? Lúc này, Dương Thần tiện tay tặng ba lễ hội hóa trang. Ây da, đại ca bên kia ra tay rồi sao? Các anh trai của nhà em giúp đỡ em gái này vừa nhé. Không thể thua anh ta được. Phiền quá, cô tiêu hông ghen đủ rồi đó. Sao lại nhiều lời như vậy chứ? Dương Thần lại gửi tặng 10 lễ hội hóa trang. Cuối cùng Trần Ngọc Kỳ thắng trận PK này. Cảm ơn Adi gái ngoan đi thẳng vào vấn đề. Anh còn muốn nghe gì nữa không? Tôi có thể đàn cho anh nghe. Đánh bài tiếu ngạo giang hồ đi. Ok luôn, vậy tiếp theo sẽ là bài tiếu ngạo giang hồ. Kỳ Kỳ, cô gặp may rồi, có đại ca thích cô rồi. Nói thật, vừa nãy nhìn thấy Adi tục tiệu như vậy, tôi còn tưởng anh ta là thằng khốn, không ngờ anh ta là đại ca. Lúc này, Dương Thần nhận được tin nhắn riêng. Vừa rồi nữ Sitoji MPK với Trần Ngọc yêu cầu kết bạn. Anh trai à, anh giỏi quá đi. Sức áp đảo đúng là rất mạnh. Người ta bị anh áp đảo đến mức không thở được rồi. Em gái đã theo dõi anh rồi. Anh cũng bấm theo dõi em nhé. Có thời gian thì vào phòng live sở chim của em nhé. Em cũng có thể đánh đàn cho anh nghe. Nhìn Adi của tôi đi, cô có làm được không? Đại ca, yêu cầu này của anh hơi cao rồi. Muốn tiêm cũng không phải không được. Nhưng mà thấy máu là không được đâu à nha. Vậy thì nói làm gì? Dương Thần trực tiếp bờ lắc cô ta ngay. Thế nào rồi? Kết bạn với đại ca đó chưa? Kết bạn cái quần què gì, anh ta block tôi luôn rồi. Cá tính như vậy sao? Để tranh thử đấu một trận với anh ta, xem thử đại ca đó rốt cuộc mạnh đến mức nào. Sau đó mới quyết định có kéo anh ta vào công ty chúng ta không. Tranh tử mà nhà điều hành này nói là nữ thần hóa trang, với hơn 2.600 vạn người theo dõi, cũng là nữ Sitoji giỏi nhất của công ty này. Trong fandom có rất nhiều đại ca. Gái ngoan, anh còn muốn nghe gì nữa không? Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, anh chọn bài, tôi sẽ đàn cho anh nghe. Cũng coi như là giúp tôi giải tỏa tâm trạng rồi. Hồi nhỏ tôi rất thích phim võ hiệp. Cô còn biết bài nhạc phim võ hiệp nào không? Vậy sao? Tôi cũng rất thích nhạc phim kiếm hiệp hồi xưa. Vậy tiếp theo là bài kinh khó niệm nhé. Được, được, được.
Bài này hay. Trần Ngọc Kỳ vẫn không xem bình luận, mà tập trung đánh đàn. Đàn được nửa chừng, Tranh Tử lại gửi yêu cầu PK đến. Mẹ nó, giống như cởi hết quần rồi. Lúc này lại có người đến gõ cửa. Mẹ nó chứ, mấy Sitojima này không PK thì ngỏ mà. Mai vẫn không xong. Cảm ơn lòng tốt của gái ngoan. Tôi không đấu với cô ấy nữa. Chúng ta nghe nhạc, tám chuyện là được rồi. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh. Hy vọng anh có thể cho tôi lời khuyên. Nếu nụ hôn đầu của anh trao cho người khiến anh tức giận, nhưng mà tình cờ người đó cho anh cảm giác không tệ, vậy anh sẽ làm gì? Nụ hôn đầu sao? Cô ấy xinh xắn, lại lớn thế này rồi. Chắc chắn không còn nụ hôn đầu. Chắc chắn không phải nụ hôn hôm nay. Nụ hôn đầu của người đẹp nào có thể giữ đến giờ chứ? Cái này còn phải hỏi sao? Phải để hắn chịu trách nhiệm rồi. Thật ra khía cạnh này tôi cũng không quá khắt khe. Cô nghĩ sao về tôi? Để tôi làm người đổ vỏ cũng được. Nụ hôn đầu, đó là chuyện từ lúc nào rồi mà? Nhờ đến tận bây giờ. Mới vừa nãy thôi. Tôi vừa đi học lớp thi nghiên cứu sinh, đã hôn anh ta trước mặt nhiều người. Anh ta là cao thủ tình trường, nên không quan tâm chút nào. Đó là nụ hôn đầu của tôi, nên tôi luôn đắn đo. Dương Thần mở to hai mắt. Nói mình đấy à? Sao mình làm cô ta giận chứ? Sao mình lại là cao thủ tình trường được? Chỉ là mình đi học, vô duyên vô cớ bị hôn mấy lần. Người tên tức giận là mình mới đúng. Dương Thần vừa định bình luận cầm bắt lại, thì Tranh Tử đó lại lần nữa gửi lời mời PK cho Trần Ngọc Kỳ. Cái ngoan à, anh đừng nói chuyện với họ. Không cần phải phung phí tiền vậy đâu. Tôi nạp vào nhiều xu lắm, dùng mãi vẫn không hết. Cũng không thể trả lại được. Cô nhận lời mời của họ đi, tôi sẽ chơi với họ. Vậy được. Tiêu hết xu trong tài khoản rồi đừng nạp nữa nhé. Thắng thua không quan trọng đâu. Anh đừng hăng quá. Chị em à, ý cô là gì vậy? Tại sao vừa nãy cứ từ chối thế? Cô giả vờ gì chứ? Không phải cô bảo phen qua chỗ tôi làm loạn sao? Nào nào, bắt đầu đi. Cô đừng ăn nói lung tung. Tôi không bảo fan của tôi vào phòng lắp của cô làm loạn nhé. Tám bạn người trong phòng lắp của tôi có thể làm chứng chuyện này. Đấu cũng được thôi. Chúng ta thảo luận hình phạt trước nhé. Nếu cô thua thì phải làm gì? Còn cả phạt nữa sao? Điều đó là chắc chắn rồi. Nếu không có vài hình phạt, vậy các đại ca nhà tôi xem gì chứ? Và đó để tăng độ nổi tiếng cho cô đấy à? Vậy, hình phạt là gì thế? Thế này nhé, nếu cô thua thì cô phải trồng cây chuối trong vòng 10 giây. Đồng thời phải hô to 10 lần các anh trai của Trình Gia Quân ơi. Em biết sai rồi. Nếu như tôi thua, tôi cũng sẽ làm như vậy, cô thấy sao? Trần Ngọc Kỳ chắc chắn không đồng ý. Hình phạt này còn tệ hơn là giết cô ấy. Người nào thua, người đó phải cùng các đại ca của mình dừng hoạt động. Cô hỏi cô ta và đại ca có dám chơi không? 3,1 tỷ xu đang chờ thanh lý đây. Phải kích thích ý chí của đối phương chứ. Đại ca gái ngoan à, trước mặt là Tranh Tử với 2.600 vạn fan hâm mộ, phía sau có công ty lớn chống lưng. Anh đừng chơi lớn như thế. Cho dù chúng ta thua đối phương cũng không sao. Dù sao người hâm mộ của hai bên cũng rất chênh lệch. Nhưng mà anh chơi cực lớn như thế, vậy cũng căng quá đấy. Chẳng lẽ sau này anh không muốn xem Kỳ Kỳ đánh đàn nữa? Mẹ kiếp, mấy người tưởng tôi là nhân vật chính hèn hạ trong mấy tiểu thuyết anh hùng. Hơi tí là tặng quà bảo nữ Sitojima nhảy ếch, trồng cây chuối, để xem phản ứng của cô ta không bằng. Muốn chơi thì chơi lớn một chút, như vậy mới khiến tôi hứng thú. Tranh Tử, cô thích PK như vậy, coi bộ cũng rất tự tin vào bản thân nhỉ. Tôi không phải tự tin vào bản thân, mà là tôi có lòng tin vào các đại ca nhà tôi thôi. Thế nào, cô có dám chấp nhận hình phạt như vậy không? Tôi cảm thấy hình phạt này thật vô nghĩa. Muốn chơi thì chơi lớn đi. Nếu tôi thua, tôi sẽ cùng đại ca dừng hoạt động. Nếu cô thua, cô phải cùng đại ca nhà cô dừng hoạt động. Cô tự hỏi bản thân và cả đại ca nhà cô có dám chấp nhận hình phạt thế này không? Mọi người ai hiểu thấu đây? Ở bên kia có nữ sĩ Dojim không thích sống nữa rồi. Em gái thối, đây là hình phạt mà cô tự đề ra đấy nhé. Lát nữa cô thua thì cũng đừng có nói tôi bắt nạt cô đấy. Được rồi, sao cô nói làm thế? Dám đấu thì bắt đầu, không dám thì nhận thua. Cùng các anh nhà cô dừng hoạt động. Còn nữa, dư chó nhà cô chó tốt, đừng để chúng vào lắc của tôi cắn bậy đấy. Mẹ kiếp, ngạo mạn đến vậy sao? Cô có thể mắng chửi tôi, nhưng không được chửi bất cứ ai ở trong Trình Gia Quân của tôi. Hôm nay tôi không mà không đấu lại cô. Mẹ nó, tôi theo họ cô luôn. Các anh em, có gì tặng đó, cùng nhau trải nghiệm cảm giác đè bẹp đối thủ thôi nào. Người hâm mộ nhanh chóng tặng quà. Nào là bia, kính, siêu xe, lễ hội hóa trang tắt một đuyên, đều hiện lên. Chỉ chưa đến 30 giây. Ở bên Tranh Tử đã lên hơn 100 vạn quà tặng. Đại ca gái ngoan,
anh lên đi chứ. Đừng có nói là anh khu mọi chuyện lên, sau đó bản thân lại giả bộ hèn nhát đấy nhé. Em gái thố ơi, đại ca của cô đâu? Sao đến giờ vẫn chưa ra tay cứu cô vậy? Không phải là bị đại ca nhà tôi dọa chạy mất dép đó chứ? Sao cô cứ nói nhảm thế? Đúng lúc này, màn hình xuất hiện hiệu ứng của lễ hội hóa trang. Không ai lay chuyển được quyết tâm thanh lý của Dương Thần. Một lượt phải tặng liền 100 lễ hội hóa trang mới dừng tay. Đại ca gái ngoan ơi, đủ rồi ạ, đừng tặng nữa. Vái đạn, phải quỳ trước mặt đại gia rồi, xin đại ca bỏ qua cho. Tôi thừa nhận vừa rồi mình nói chuyện bất lịch sự quá, xin lỗi anh nhé. Tặng 100 lễ hội hóa trang một lượt, lần đầu tiên trong đời tôi thấy một người tặng quà như thế này đấy. Đại ca gái ngoan, cảm ơn anh. Tôi cũng không biết anh còn bao nhiêu xu, nhưng anh đừng hàng nữa, nếu tặng quà hết xu rồi thì đừng có nạp thêm xu nữa nhé. Bên này, Dương Thần vẫn bận chọn quà, hoàn toàn không trả lời được. Mẹ nó, không ngờ tặng quà cũng là một loại công việc chân tay. Tại sao không có món quà nào đắt hơn, 3.000 tệ một quà tặng. Mẹ nó, đến bao giờ, mới tiêu hết sạch 3,1 tỷ xu này cơ chứ. Đại ca có cần thêm tùy tùng không? Loại công việc chân tay này có thể giao cho tôi làm. Anh phụ trách nói chuyện với Sitojima là được. Ôi trời ơi, đã 150 cái rồi vẫn còn tặng tiếc, lần này muốn tặng bao nhiêu chứ? Khi số lượng lễ hội hóa trang lên đến đủ 456 cái, cuối cùng Dương Thần cũng dừng tay. Không phải là cậu ấy không nỡ tặng nữa, mà là ngón tay cậu đã đau nhức không chịu nổi nữa. Mẹ nó, chắc phải đi mua súng điện thôi. Chứ dùng tay không mệt quá. Sao tặng nhiều như vậy rồi, mà vẫn còn 3,1 tỷ xu, không mới mốt nghe gì cả. Đại ca gái ngoan à, rốt cuộc anh đã nạp bao nhiêu xu, sao lại tặng nhiều như vậy chứ? Lúc trước tôi không hiểu tỷ lệ đổi xu lắm, nên nhập hơi nhiều số không, bây giờ vẫn còn rất nhiều. Muốn trả lại cũng không được, để mãi ở đây cũng lãng phí. Cô mau bảo đối diện tặng tiếp, xem thử có thể tiêu hết đống xu còn lại của tôi hay không. Sitojima đối diện à, đại ca nhà tôi nói. Mọi người cứ tặng tiếp đi, anh ấy vẫn còn nhiều xu chưa dùng đến. Mọi người cố gắng lên, đừng làm đại ca nhà tôi thất vọng đấy. Các đại ca, các anh em, mọi người đều nghe thấy Sitojima đối diện nói rồi đúng không? Cũng ngạo mạn thật đấy. Hoàn toàn không coi chính giáo quân của chúng ta ra gì mà. Trương Lượng Lượng, quản lý hoạt động phụ trách Tranh Tử liền hoang mang. Đêm nay nếu thua, Tranh Tử phải dừng hoạt động, nếu không chắc sẽ bị dân mạng tẩy chay. Tài khoản này vất vả mới tạo được, nhưng lại thành đồ bỏ. Anh ta nhanh chóng gọi điện thoại thoại cho ông chủ Trần Hạo. Anh Lô, Trần Tổng, chúng tôi gặp ca khó rồi. Tranh Tử đang PK với một nữ Sitojima chỉ có hơn 5.000 người hâm mộ. Anh ngờ đối phương lại có một đại ca vung tiền như rác. Một mình cậu ta solo tặng quà với fan của Tranh Tử. Cậu ta tặng lễ hội hóa trang như đốt tiền vậy. Nếu tiếp tục như vậy chúng ta sẽ thua. Cái gì? Có cả chuyện này sao? Để tôi xem thử. Mẹ kiếp, tôi qua đó ngay. Các người giữ tab cho tôi. Nếu tài khoản này của Tranh Tử bị hủy, ông đây làm thịt các người. Dương Thần thấy bên Trần Ngọc Kỳ dẫn trước, bèn dừng lại cho ngón tay nghỉ ngơi. Lúc này, có phát hiện tin nhắn Duyên của mình. Hiển thị hơn 99 tin nhắn. Trong những tin nhắn riêng này có cả nick phụ của Tranh Tử. Tranh Tử gửi một bức ảnh rất mát mẻ cho Dương Thần. Còn để lại tin nhắn ám chỉ muốn cho Dương Thần lợi ích. Anh trai ơi, đừng tặng nữa. Xin anh giơ cao đánh khẽ. Chỉ cần anh dừng lại và để tôi thắng. Anh gửi địa chỉ. Kết thúc live stream này, tôi chắc chắn sẽ lái xe cả đêm đến để gặp anh. Gặp nhau rồi. Sau đó, tôi có thể cho phép anh làm một chuyện rất quá đáng với tôi. Xem ID của tôi đi, cô có thể thỏa mãn yêu cầu chứ? Đại ca, yêu cầu này của anh hơi cao rồi đó. Nhưng mà nếu anh yêu cầu chuyện như thế này, tôi có thể đi đến bệnh viện để làm một cuộc phẫu thuật sửa chữa. Hoặc là tôi có thể bảo ông chủ tôi tìm cho anh một người. Đảm bảo vẫn còn trong sáng nguyên vẹn. Có được không? Dương Thần cười không nhạt được mồm, không trả lời cô ta nữa. Còn về những bức ảnh mát mẻ của những Sitojima khác, Dương Thần cũng không có hứng thú xem. Dương Thần bây giờ chỉ thấy yên tâm với ngự tỷ của hệ thống. Còn những người khác, nếu không chắc chắn an toàn và đáng tin, thì có cho cũng không cần. Một số anh trai vất vả không muốn tặng thêm nữa. Bé nhanh chóng gửi tin nhắn riêng cho Dương Thần. Người anh em, chúng ta làm quen nhé. Tôi là Trương Hải, là ông chủ của công ty tài chính Thắng Hải. Sau này Hải Thành cứ nói một tiếng, tôi đảm bảo sẽ tiếp cậu thật tốt. Bây giờ cậu dừng tay lại, có được không? Đại ca, tôi là ông chủ của Tranh Tử. Chúng tôi chỉ muốn vui vẻ thôi, không cần phải làm đến mức này. Cậu đừng tặng nữa nhé. Vào công ty tôi đi, muốn chọn Sitojima nào cũng mỗi được. Mỗi ngày chọn một người cũng được. Nếu cậu không hài lòng, cứ nói cho tôi biết gu của cậu. Tôi sẽ đến trường tìm cho cậu. Tranh Tử nói cậu muốn trong trắng. Cái này tôi chắc chắn sẽ đáp ứng được. Được chứ?
Dương Thần đọc tin nhắn Trương Hải gửi đến, không nhịn được cười phá lên. Công ty tài chính Thượng Hải là công ty mà Dương Thần hiện đang làm việc. Trương Hải chính là ông chủ xấu xa của cậu. Lão mua này hơi tí lại bòn tiền nhân viên, lén lút tặng quà cho gái mạng. Mẹ kiếp, tặng gì lên tận cấp 55 rồi. Bất kể ông ta nói gì, Dương Thần chắc chắn vẫn tiếp tục tặng. Để tránh bị làm phiền, Dương Thần liền cài đặt cấm thêm bạn bè từ tin nhắn riêng. Bây giờ cậu có thể tập trung tặng quà rồi. Phòng live sở chim của Trần Ngọc Kỳ lại hiện lên lễ hội hóa trang. Lại nữa rồi. Đại ca nghỉ ngơi xong rồi lại bắt đầu chiến tiếp sao? Đại ca, chắc chắn không cần thêm một thằng đệ giúp ấn tặng quà sao? Hay là cứ giao lại công việc chân tay này cho em làm đi? Anh chỉ cần tán tỉnh Sitoji mà Trần Ngọc Kỳ là được rồi. Trận chiến lớn như vậy rất nhanh đã thu hút sự chú ý của các Sitojimer khác. Trần Ngọc Kỳ thấy những Sitojimer hát hít đều đến nên cô không khỏi lo lắng. Chào mừng mọi người đến phòng lái sở chim của tôi. Mọi người đừng nhắn tin riêng nữa. Tôi thực sự không quen đại ca gái ngoan. Tôi càng muốn biết anh ấy là ai hơn mọi người. Ở bên kia, Tranh Tử đã gửi tin nhắn vào trong nhóm đại ca. Các vị đại ca, Tranh Tử cầu xin các anh, trận này em không thể thua được đâu. Mọi người nhất định phải giúp em lên top. Tranh Tử không muốn nói lời tạm biệt với các anh như vậy. Chỉ cần lần này có thể toàn thắng, Tranh Tử nhất định sẽ tự chi tiền mời các vị đại ca vui chơi cả một ngày. Em cũng sẽ dẫn tất cả các nữ Sitojimer của công ty đi theo, đảm bảo các vị đại ca đều hài lòng mới quay về. Cảm ơn rất nhiều. Các anh em, dù sao cũng phải giữ tài khoản này của Tranh Tử, trông cậy hết vào mọi người, vẫn theo lệ cũ, chắc chắn không để các anh em chịu thiệt. Đợi tôi công tác về sẽ tổ chức một bữa tiệc, các anh em phải đến vui vẻ đấy nhé. Bên Trần Ngọc Kỳ, vẫn chỉ có gái ngoan đi thẳng vào vấn đề, đang một mình tặng lễ hội hóa trang một cách nhàm chán. Đại ca gái ngoan, đừng tặng nữa, thắng thua không quan trọng, anh đừng có hăng nữa. Sitoji mà, cô im đi, yên lặng nghỉ là được. Cô dừng hoạt động không sao, nhưng tôi thì có sao, không thể mất mặt được. Màn hình điện thoại của Dương Thần sắp bốc khói rồi, tặng gần 200 quà lễ hội hóa trang chỉ trong 1 phút. Các đại ca ơi, cố lên nào, chỉ còn đúng 5 phút cuối cùng nữa thôi. Chúng ta không thể thua. Nếu như em thua trận PK này, em sẽ phải nói lời tạm biệt với mọi người. Sau này, em gái muốn nói chuyện với các đại ca cũng không được nữa đâu. 120 vạn bạn bè ở trong phòng lái sở chim của Tranh Tử ơi, di chuyển ngón tay làm giàu của mọi người đi. Cho dù là tặng một trái tim nhỏ cũng được. Làm ơn đi mà, em gái quỳ xuống trước mặt các bạn rồi. Ông chủ Trần Hạo thấy như vậy không ổn, liền nhanh chóng gửi tin nhắn cầu cừu đến những người khác. Các anh giúp tôi một việc, để đại ca các anh qua tặng quà, tôi sẽ trả lại hết, sau này sẽ thưởng thêm. Cuối cùng, bên Trần Ngọc Kỳ với tổng giá trị quà tặng là 850 vạn, đã đánh bại Tranh Tử với tổng quà tặng là 800 vạn. Con mẹ nó, tay ông đấy sắp bốc khỏi đến nơi. Mà sao chỉ được như vậy? Cuộc sống của đại gia thật không dễ dàng mà, tặng quà cũng trở thành công việc chân tay. Đại ca đỉnh quá nhỉ, em lại anh luôn, em đốt tiền cho ông nội cũng không dám đốt nhiều như vậy. Bây giờ cuối cùng tôi cũng tin rằng đối với một số ông chủ lớn, tiền cũng chỉ là một biểu tượng của con số mà thôi. Lúc này, ông chủ Trần Hạo đi ra trước màn hình điện thoại. Sitoji mà đối diện, xin cô nói với đại ca của cô, tôi muốn nói chuyện một chút. Chúng tôi có chơi có chịu, nhưng có thể thương lượng đặt cược được không? Chúng tôi xây tài khoản cũng không dễ gì, mong đại ca giơ cao đánh khẽ. Chỉ cần đại ca cho đường lui, tôi nhất định sẽ tự đến nhà cảm ơn. Sitoji mà, cô nói với bên kia rằng anh ta có thể cầu viện. Anh ta có thể mời bất cứ Sitojima nào đến giúp anh ta đấu trận PK nữa. Nếu Sitojima mà anh ta nhờ có thể thắng, đặt cược giữa cô và cô ta, đổi thành cô ta quỳ sùng nói xin lỗi là xong. Nếu Sitojima mà anh ta nhờ giúp đỡ vẫn thua trận PK, cô ta phải cùng các đại ca dừng hoạt động. Chỉ có một cơ hội thôi, cô ta phải tự nắm lấy. Được, chúng tôi sẽ liên hệ Sitojima ngay, sau khi chắc chắn sẽ nhắn tin cho anh. Làm sao em có thể thua được? Em có tận 2.600 vạn người hâm mộ cơ mà. Còn có rất nhiều Sitojimer giúp đỡ như vậy. Tại sao lại thua được chứ? Lúc đầu các cô đã không tặng quà. Đợi đến lúc cuối mới nhờ người khác giúp thì đã không kịp rồi. Đừng khóc nữa. Chúng ta đi tìm Tiểu Huệ Tử. Ngày mai mời cô ấy ra mặt đấu PK với đối phương. Cô ấy là top 1. Có đại ca bảo vệ độc quyền nên chắc chắn có thể đánh thắng đối phương. Ở bên kia Trần Ngọc Kỳ đang cảm ơn Dương Thần. Cảm ơn đại ca gái ngoan. Anh cho tôi số tài khoản đi, đợi tôi rút tiền ra, tôi sẽ trả lại cho anh. Tôi mở live sở chim là để chia sẻ âm nhạc cổ điển với mọi người, chứ không phải để kiếm tiền. Không cần, cô dư lấy mà mua thêm quần áo và nhạc cụ, tôi có thời gian vào đây, cô thể hiện thật tốt là được rồi. Không còn sớm nữa, thoát đây, được. Tôi nghe lời đại ca.
Nhưng đại ca, tôi phải nói rõ với anh một điều. Tôi có người trong lòng rồi, anh tặng nhiều quà như vậy tôi cũng sẽ không thích anh. Càng sẽ không đi gặp anh giống như những nữ Sitojima khác. Cô nghĩ nhiều quá rồi, tôi có người mình thích rồi, cô còn lâu mới xứng. Đáng ghét, mắc gì nói lời khó nghe vậy chứ. Tôi lại có chút không tin lắm. Đại ca tặng hơn 800 vạn mà không có ý đồ gì. Thật sự có người như vậy sao? Cười chết mất thôi, đại ca ngay thẳng thật. Nữ Sitojima này cũng vừa vặn là cô ngốc ngọt ngào. Hai người quá hợp. Ngọt ngào chết tôi rồi. Lúc này, Hoàng Khang, giám đốc bộ phận vận hành cười không ngậm được miệng. Chỉ một trận PK, nền tảng đã rút ra hơn 800 vạn. Hoàng Khang lập tức ra lệnh, bên vận hành quảng bá trận PK 2 của Trần Ngọc Kỳ và Tranh Tử. Đồng thời để đại gia bí ẩn, giao đầu với tất cả Sitojima đứng làm chủ đề quảng cáo. Bên kia, Tranh Tử và ông chủ Trần Hạo tìm đến Huệ Tử, Sitojima tóc 1. Tranh Tử, mau đứng dậy đừng như thế, chúng ta đều là bạn, tôi chắc chắn giúp cô. Đúng thế, mau đứng dậy đi nào. Anh Hạo, anh ra kế hoạch đi. Chỉ cần mọi người đều được lợi, chúng tôi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng yên nhìn đâu. Ý tôi là ngày mai để Huệ Tử đấu một trận PK với bên kia. Bởi vì Huệ Tử có đại gia bảo vệ, khi cần thiết có thể bảo đại gia tặng quà của người độc quyền. 1 vạn tệ một cái, nhanh hơn tặng lễ hội hóa trang nhiều, tiện thể ra một đòn chí mạng. Mong mọi người gọi các đại ca và fan bình thường vào phòng lắc của Huệ Tử. Các đại ca tặng bao nhiêu tiền tôi sẽ đều trả lại. Quà của những fan khác được chia theo tỷ lệ đóng góp của mỗi đại ca. Mọi người thấy có được không? Tôi không có ý kiến, nhưng chúng ta phải chắc chắn trước. Mỗi nhà có thể chi bao nhiêu tiền, trong lòng họ phải biết rõ. Tôi nói trước, tôi cũng không thể thua, mặc dù tôi không đặt cược gì với cô ta. Nhưng một nữ Sitojima với hơn 3.000 vạn người hâm mộ như tôi, mà thua một nữ Sitojima 10 mấy vạn người hâm mộ, tôi cũng không thể mất mặt như thế được. Vậy chúng ta quyết định ngày mai Huệ Tử ra mặt, tiền đóng góp, mọi người tự liên hệ với đại ca để xác nhận. Giới hạn chịu được của tôi là 6.000 vạn. Trong lòng mọi người rõ rồi chứ? Hôm sau, Tranh Tử gửi tin nhắn riêng cho Trần Ngọc Kỳ. Chúng tôi quyết định sẽ để Sitojima Huệ Tử thay tôi giao đấu trận PK này với cô. Khoảng mấy giờ cô có thời gian vậy? Cái này tôi không dám chắc. Tôi phải hỏi đại ca nhà tôi mới trả lời cô được. Sau đó Trần Ngọc Kỳ liền gửi tin nhắn riêng cho Dương Thần, nhưng lại phát hiện đối phương từ chối nhận tin nhắn riêng. Người này tặng mình nhiều quà vậy, rốt cuộc có ý đồ gì? Hay tối qua mình chọc giận anh ta, nên anh ta block mình rồi? Lúc Trần Ngọc Kỳ đến trường lại vừa vặn chạm mặt Dương Thần. Hừ, quả nhiên là cao thủ tình trường. Cướp nụ hôn đầu lại như không có chuyện gì cả. Gặp nhau còn không thèm chào hỏi, cũng không cho mình cơ hội chào hỏi. Đồ khốn. Hai người đi vào thang máy. Dương Thần mỉm cười liếc nhìn Trần Ngọc Kỳ rồi gật gật đầu chào. Hừ, cuối cùng cũng chủ động chào tôi rồi à. Nhưng tôi vẫn còn giận đấy, tôi mặc kệ cậu. Ngự tí tất đen mà hệ thống thưởng, rốt cuộc khi nào mới xuất hiện chứ, nóng lòng chết đi được. Lát nữa hai chúng ta ngồi cùng nhau được không? Tôi sợ Cao Lực biết chúng ta giả vờ, sẽ lại đến làm phiền tôi. Trưa nay tôi mời cậu ăn cơm để bày tỏ lời cảm ơn, có được không? Dương Thần lạnh lùng, chỉ gật gật đầu. Nghe nói, tối qua có người đã tặng quà hơn 800 vạn cho cậu, ai thế? Tôi cũng không biết anh ấy là ai, tôi chỉ đánh đàn cho anh ấy nghe, anh ấy liền muốn giúp tôi đấu PK. Anh trai số 1 của cậu à? Không phải, mà cũng phải, nhưng không phải kiểu đại ca số 1 mà cậu nghĩ. Tôi không biết anh ấy là ai, cũng sẽ không gặp anh ta, cậu cứ yên tâm đi. Không sao đâu, cậu cứ gặp đi, tôi rộng lượng lắm, không để ý chuyện này đâu. Không gặp, tôi nói với anh ấy là tôi có người mình thích rồi, dù anh ấy có tặng nhiều quà, tôi cũng không thể gặp anh ấy. Vậy hôm nay cô còn phải đấu PK không? Sáng nay Tranh Tử đó đã gửi tin nhắn cho tôi, nói là tối nay để Huệ Tử đấu với tôi một trận. Hesi, có số tiền đó làm gì mà chẳng được, sao cứ phải lãng phí vào chuyện này chứ? Vậy bảo anh ta tặng nhiều vào, tiền phòng khách sạn thì cô trả. Cậu vừa nói gì đấy? Cái đồ lưu manh nhà cậu. Ồ, vậy tôi nói thật với mọi người nhé. Đừng, sau này đừng nói lúc có nhiều người là được. Tan học, hai người lái hai chiếc xe điện. Cả đoạn đường Dương Thần lái rất nhanh, Trần Ngọc Kỳ suýt chút nữa không theo kịp. Lúc này, một chiếc BMW X1 bất ngờ tiến lại gần rồi đi chậm lại, sau đó đã dừng lại bên cạnh Dương Thần. Yêu, đây không phải là Dương Thần sao? Trùng hợp quá nhỉ? Dương Thần ngẩng đầu lên nhìn, là Dương Hải, bạn cấp 2 của cậu. Ngồi ghế phụ là Trương Ngọc, hoa khôi nam đó của lớp. Chào các cậu, lâu rồi không gặp. Cậu thế này là thế nào? Sao bây giờ vẫn đi chung xe điện thế?
Không phải cậu đỗ đại học Hải Thành sao? Sao tốt nghiệp đại học lại thành ra thế này? Tôi không tiện lái xe, cho nên mới đi xe điện ra đây. Cậu thì có xe gì được chứ? Cậu không tiện tự lái xe sao? Xe cậu là siêu xe gì? Ngọc Ngọc, bây giờ em biết đàn ông thế nào mới đáng tin rồi chứ? Anh học không giỏi nhưng anh được nhiều người yêu thích. Cậu ta học giỏi thì làm được gì? Hai mấy tuổi đầu rồi cũng không mua nổi con xe. Hồi còn đi học, Trương Ngọc từng theo đuổi Dương Thần, nhưng lúc đó lại bị từ chối. Được rồi, anh phí lời với cậu ta làm gì? Cũng không thể tốn thời gian à? Người ta là sinh viên đấy. Những người học dốt như chúng ta không xứng làm bạn với cậu ta đâu. Đúng là hai chúa hề. Dương Thần không thèm để ý đến họ. Khó lắm mới gặp nhau, chúng ta tiến cậu ta một đoạn đi. Dương Thần, cậu đi đâu thế? Lên xe của chúng tôi đi. Cậu đừng có thấy ngại, Ngọc Ngọc đã quên chuyện năm đó từ lâu rồi. Tôi còn phải cảm ơn cậu. Nếu cậu không từ chối cô ấy, tôi làm gì có cơ hội chứ? Đi thôi, trưa nay cùng ăn một bữa nhé. Tôi phải cảm ơn cậu, vì đã nhường cho tôi người tốt như vậy. Dương Thần, cậu không đợi tôi được à? Tôi không quen đi xe, nên không dám đi nhanh như thế. Xin chào cô Trần. Sao cô lại ở đây? Cậu đi chậm lại không được à? Vẫn chưa đủ chậm sao? Hay là tôi xuống xe bắt xe đi bộ nhé? Dương Thần, quan hệ giữa cậu và cô Trần là thế nào vậy? Cậu hỏi cô ta đi. Cậu ấy là bạn trai tôi. Hai người có quan hệ gì với Dương Thần vậy? Thế này toang thật rồi. Dương Thần lại là bạn trai của con gái ông chủ. Vừa rồi nói mấy lời đó không phải là tự tìm chỗ chết sao? Cô quen bọn họ sao? Anh ấy là phó giám đốc bên nhân sự của công ty tôi. Cô ấy là trưởng nhóm dự án của công ty chúng tôi. Những lời nói ban nãy mà hai người mới nói, nói lại trước mặt Trần Ngọc Kỳ được chứ? Hai người đã nói gì với Dương Thần? Hiểu lầm, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm cả. Dương Thần à, chúng ta là bạn cũ, cậu lượng thứ cho chúng tôi nhé. Nếu đây là lúc còn đi học, tôi tập trung vào thi đại học, chắc chắn sẽ không chạm mặt hai người. Nhưng bây giờ ấy à, tôi đang rất rảnh rỗi, có thời gian tính sổ hai người rồi. Trần Ngọc Kỳ, cô bảo bố cô sa thải họ, giữa chúng ta sẽ không liên quan nữa, cô cũng không cần thấy mắc nợ tôi. Nói xong, Dương Thần nhanh chóng phóng xe rời đi. À, được thôi. Cậu chờ tôi với. Tôi không theo kịp cậu. Cô Trần à, xin cô hãy giơ cao đánh khẽ. Cô Trần, chúng tôi thực sự biết sai rồi. Vấn đề là chúng tôi không biết Dương Thần là bạn trai cô. Nếu không cũng không dám đắc tội với cậu ta. Cô đại nhân đại lượng, cho chúng tôi một cơ hội được không? Hai người là học sinh cấp 2. Dù cậu ta không phải bạn trai tôi, thì hai người sẽ nói khó nghe với cậu ta sao? Ngày mai đi làm chủ động nộp đơn từ chức đi. Dương Thần đến tiểu khu chỗ nhà của người bạn Cao Bằng. Cao Bằng đang cầm đồ đứng ở cửa đợi cậu ấy. Anh em à, yên tâm, tôi rửa sạch rồi, về nhà dùng được ngay. Bây giờ Lý Sảo Vân khỏe lên hay do cậu phế rồi? Chẳng lẽ cậu không thỏa mãn được cô ta nữa? Cái đầu cậu, biệt danh ông đây là động cơ điện. Sao lại không thỏa mãn được chứ? Không phải, tôi và Lý Sảo Vân chia tay rồi, đừng nhắc nữa. Hả, đã chia tay rồi á? Thế sao cậu không nói với tôi? Nói cái gì chứ, tôi bị đá, xấu hổ chết đi được. Thế cậu mượn súng điện của mấy anh em để làm gì? Lúc này, Trần Ngọc Kỳ cuối cùng cũng đuổi kịp. Này Dương Thần, sao cậu đi nhanh thế? Dương Thần thấy vậy liền nhanh chóng giấu chiếc túi trong tay đi. À đu, bạn gái mới của Dương Thần, hóa ra là nữ sitter gì mà hot hòn họp tối qua. Cho nên cậu ấy mượn thứ này để dùng cho cô ta sao? Người anh em à, tôi phục rồi. Cậu phục cái gì? Là một đứa con ghẻ thôi. Cậu mới là con ghẻ ấy. Tôi đã nói tôi đi xe không quen, mà cậu cứ không đợi tôi. Người đẹp, tối qua tôi đã xem live stream của cô rồi. Đại gia tặng quà cho cô là ai thế? Tôi không biết, tôi cũng không biết anh ta là ai. Anh em, tôi phục rồi. Hôm khác viết tài liệu tôi đây cũng muốn học. Không nói nhảm nữa, chúng tôi đi ăn cơm đây. Hôm nay không cho cậu theo đâu, hôm khác có thời gian lại hẹn. Ốc, cứ đi ăn đi, tôi cũng không muốn làm bóng đèn. Anh em à, bình tĩnh thôi, đừng dùng như phá đấy. Dương Thần đưa Trần Ngọc Kỳ rời đi, tìm một nhà hàng nhỏ để ăn trưa. Hai người vừa ngồi xuống, Trần Ngọc Kỳ liền nhận được tin nhắn của Tranh Tử. Cô đã quyết định xong thời gian chưa đấy? Cái ngoan đi thẳng vào vấn đề, vẫn không gửi tin nhắn được, cô không thể xác định thời gian với anh ta được. Trong lúc tuyệt vọng, Trần Ngọc Kỳ chỉ có thể nói bừa một giờ. Vậy thì 9 giờ tối nhé.
Được. Lúc 9 giờ tối, cô và Huệ Tử sẽ quyết đấu một trận để phân định người thắng kẻ thua. Buổi tối đấu với ai thế? Có cần giúp đỡ không? Không cần, đối phương nói đấu với Huệ Tử. Tôi không quan tâm thắng thua, cậu đừng lãng phí tiền. Bây giờ cậu đi đâu? Tôi muốn đi mua sắm. Vậy cậu đi mua sắm đi, tôi về nhà ngủ. Ồ, vậy cậu về nhà ngủ đi. Tôi cũng về nhà đi ngủ. Đúng là đồ trục nam. Cô không đi mua sắm nữa à? Không đi nữa. Con gái lật mặt nhanh thật. Một giây trước muốn đi mua sắm, giây tiếp theo lại về nhà đi ngủ. Ở bên kia, Tranh Tử đăng một video lên Douyin, bảo người hâm mộ. Buổi tối Huệ Tử sẽ thay cô ta đấu PK với Trần Ngọc Kỳ. PK này sẽ quyết định cô ta có dừng hoạt động hay không, nên xin các anh trai giúp cô ta. Sau đó, Huệ Tử cũng đã đăng một video. Hello, chào tất cả mọi người. 9 giờ tối nay, tôi sẽ thay Tranh Tử quyết đấu một trận sinh tử với Kỳ Kỳ thích đánh đàn. Nếu như tôi thắng, Tranh Tử sẽ không phải dừng hoạt động. Còn nếu tôi thua, Tranh Tử phải dừng hoạt động. Tôi tin vào sức mạnh của Huệ Gia Quân, chắc chắn sẽ không để tôi thua. Đúng chứ? Hoàng Khang, giám đốc bộ phận vận hành vui như được mùa, lập tức cho người lan tỏa video quyết chiến này của những Citizen này, để càng nhiều người hơn nữa biết tới trận quyết chiến này. 8 giờ rưỡi tối, Tiểu Huệ Tử đã bắt đầu live stream. Vừa mở phòng live stream thì số lượng người đã hơn 500 vạn người. Cảm ơn mọi người đã đến phòng live stream của tôi. Tôi rất vui. Mặc dù tôi đại diện Tranh Tử đấu trận PK này, nhưng tôi là một người có lòng quyết tâm cạnh tranh rất lớn. Nếu như đã là PK, tôi hiển nhiên không muốn thua. Vì vậy, xin các anh chị em lát nữa giúp tôi bằng cách tặng quà nhé. Tôi nhất định phải thắng trận PK này. Đại ca đối phương, một mình đấu với các đại ca bên chúng ta. Nếu như thua anh ta, chúng ta đều sẽ rất mất mặt. Vì vậy, Huệ Tử ở đây để cảm ơn mọi người trước. Xin đừng để Huệ Tử thua nhé. Phía đối diện, Trần Ngọc Kỳ rất bình tĩnh. Cô ấy vẫn live sở chim như thường lệ. Đầu tiên cô vẫn nói chuyện với khán giả trong phòng live sở chim, sau đó bắt đầu đánh đàn. Tiểu Huệ Tử gửi lời mời Trần Ngọc Kỳ đúng giờ. Trần Ngọc Kỳ cũng thôi không đánh đàn nữa, mà chấp nhận lời mời. Hello, xin chào, tôi là Tiểu Huệ Tử. Rất vui được nói chuyện với cô. Chào cô nhé, chúng ta bắt đầu được chưa? Thẳng thắn như vậy sao? Không muốn nói chuyện gì sao? Không cần đâu, mau đấu đi. Đấu xong tôi còn phải chơi đàn nữa. Cô cũng thật ngạo mạn. Thế này là đang coi thường đàn chị tắt một đuôi như tôi đây sao? Được, vậy chúng ta không nhiều lời nữa, bắt đầu ngay thôi. Người nhà, xông lên thôi, không được phạm sai lầm tối qua đấy. Đợi đến lúc cuối muốn đẩy tắt, cũng không kịp nữa đâu. Mọi người ai có quà thì tặng quà. Chúng ta đè chết đối phương luôn, cảm ơn nhiều. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, cột máu của bên Tiểu Huệ Tử đã ép hết máu của bên Trần Ngọc Kỳ rồi. Chỉ trong một phút, tổng số quà tặng bên này của Huệ Tử đã vượt qua 5.000 vạn. Lại nhìn sang bên kia của Trần Ngọc Kỳ, tổng quà tặng của cô ấy chỉ vỏn vẹn có 280 tệ. Đại ca gái ngoan hoàn toàn không vào đây. Không phải anh ta sợ nên không dám vào đây đấy chứ? Chắc chắn là anh ta sợ rồi. Đối phương là liên minh của cả Douyin. Làm sao anh ta dám solo với fan của nhiều Citizen vậy chứ? Trận PK tối nay dù thắng hay thua, tôi cũng sẽ không bị phạt. Nếu bên kia thắng, Tranh Tử vẫn phải quỳ xuống xin lỗi mới coi như xong chuyện. Nếu bên kia thua, Tranh Tử sẽ dừng hoạt động. Cho nên mọi người cứ bình tĩnh đi nhé. Tôi thà đại ca gái ngoan không vào đây tặng quà, không lãng phí số tiền đó. Trong lúc người hâm mộ của Trần Ngọc Kỳ tuyệt vọng, hệ thống đã gửi nhắc nhở. Gái ngoan đi thẳng vào vấn đề đã vào phòng lái sở chim. Đại ca gái ngoan à, tối nay bên kia chuẩn bị hết rồi, anh đừng đối đầu với họ nữa nhé. Tôi có người mình thích rồi. Hôm nay còn ăn cơm với cậu ấy nữa. Không cần biết anh tặng bao nhiêu quà, tôi cũng sẽ không bao giờ gặp anh. Tôi sẽ rút tiền để trả lại cho anh. Tình cảm con gái bây giờ lại tùy tiện như vậy sao? Không phải con gái không quên được người lấy đi lần đầu sao? Sao người lấy đi nụ hôn đầu cũng không quên được chứ? Tôi không nghe nổi nữa. Rốt cuộc cô có hiểu chuyện hay không vậy? Đại ca chi nhiều tiền cho cô như thế, cô lại không muốn trả giá. Đại ca tặng nhiều quà cho cô như vậy, bây giờ còn phải đối đầu với liên minh Citizen. Cho dù chỗ đó của cô có khảm kim cương, thì cũng phải cho đại ca trải nghiệm xem thử như thế nào chứ. Cô có hiểu chuyện không vậy? Buổi chiều bên dịch vụ Douyin gọi tôi, nói có thể đặt mua quà tặng độc quyền. Giá sẽ đắt hơn một chút, tôi rất vui khi nghe thấy vậy. Cuối cùng không cần tặng món quà rẻ như lễ hội hóa trang rồi. Vì vậy, tôi đã đặt quà tặng độc quyền. Hàng triệu ngôi sao không bằng em, 10 vạn tệ một cái, cho xem hiệu ứng đặc biệt này. Trần Ngọc Khí luôn nói mình không cần quà, nhưng nhìn thấy hiệu ứng như thế này, phút chốc cũng bị hấp dẫn.
Không biết cái tên đáng ghét kia, sao mày có thể tặng mình một món quà như vậy không? Lễ hội hóa trang rẻ quá, làm tôi ấn đau cả tay, cũng không tiêu đi bao nhiêu, cái 10 vạn này rất phù hợp. Hôm nay tôi còn mượn súng điện của bạn, rồi buộc quốc cảm ứng vào để tặng quà, nhanh nhất là 500 lần một phút, tối nay nhất định khiến Liên Minh Sitoji mở đối diện thua đẹp. Sau đó trong phòng live stream của Trần Ngọc Kỳ, bị hàng triệu ngôi sao không bằng em bao phủ. Đại ca đúng là biết chơi mà, phát minh ra cả công dụng mới cho súng điện. Súng điện đến ngày bị đào thải, cũng không ngờ được mình còn có cả công dụng này. Lúc này, Tiểu Huệ Tử đã bị hiệu ứng quà độc quyền trong phòng live stream của Trần Ngọc Kỳ mê hoặc. Đại ca số 1 của cô ta cũng có quà tặng độc quyền, nhưng chỉ có một vạn một cái. Một phút trôi qua, Dương Thần đã tặng được số quà với tổng giá trị là 4.800 vạn. Sitojim gà, bảo bên kia tăng tốc đi, tôi sẽ đợi họ một lát. Sitojim ở đối diện, đại ca nhà tôi nói, có người tặng nhanh lên đi, anh ấy sẽ đợi một lát. Mọi người là liên minh Sitojima của toàn nền tảng này mà không trụ nổi một phút, vậy cũng thật vô dụng. Nếu cứ thua PK như vậy, tôi nghĩ mọi người cùng dừng hoạt động hết đi. Cô cũng thật ngạo mạn quá, ông chủ Duyên đến đây cũng không dám nói, bảo chúng tôi cùng nhau dừng hoạt động. Sao cô lại dám chứ? Các anh chị em ơi, mọi người đã nghe những gì cô ta nói rồi chứ? Đúng là sỉ nhục người khác mà. Coi thường ai vậy chứ? Nào, chúng ta cùng lên hết đi. Tối nay chúng ta buộc phải thắng. Dưới sự động viên và dẫn dắt của cô ta, Liên Minh Sitojima và người hâm mộ đã tặng quà tiếp. Còn chưa đầy 2 phút, số quà của bên Tiểu Huệ Tử đã đổi kịp quà của bên Trần Ngọc Kỳ. Dương Thần cười ha hả mở súng điện, tiếp tục 1 phút 500 lần ấn vào màn hình để xử bọn họ. Lúc này, Trần Hạo, ông chủ của Tranh Tử đang thầm cầu nguyện. Đừng tặng nữa, mẹ nó, đừng tặng nữa mà. Tặng thêm nữa là tôi không theo được đâu. Coi như tôi xin anh trở lại cho tôi một con đường sống. Cả nhà ơi, ai thấu bây giờ? Tên đó bị điên hay bị gì vậy? Một mình anh ta tự tặng 150 triệu nhân dân tệ. Còn là tặng quà 1 vạn tệ liên tiếp chứ. Có phải anh ta đến đây để rửa tiền không đấy? Người đàng hoàng làm gì có ai tặng như vậy chứ? Tất cả số tiền bên Huệ Tử chuẩn bị đã sắp tiêu gần hết rồi. Họ bị buộc phải dừng lại. Sitojima mà, hỏi xem bên kia làm sao thế? Sao không tặng nữa rồi? Sức mạnh liên minh Sitojima mà có thế thôi sao? Sitojima mà đối diện, đại ca nhà tôi hỏi tại sao các người không tặng quà nữa? Các người thật chết tiệt, liên minh Sitojima mà chỉ có vậy thôi sao? Đại ca gái ngoan, một mình đấu với mười mấy Sitojima mà các người, cả triệu người hâm mộ nữa, các người vẫn đấu không lại, một lũ chó. Dám cắn bậy ở phòng live stream của tôi, ai cho các người cái gan đó vậy? Như sao? Phục đại ca gái ngoan thật, một mình tặng 200 triệu tệ, cứ vậy mà tặng quà, hoàn thành hai mục tiêu nhỏ rồi. Ôi mẹ ơi, năm mới tôi đốt tiền cho ông nội, cũng không nỡ đốt nhiều như vậy. Tôi cũng muốn sống cuộc sống này của đại ca, một người chọi với các Sitojima lớn của nền tảng, tặng đến nỗi đối phương tuyệt vọng, cảm giác này chắc chắn là sướng tới tận nóc. Lúc này, đại ca tắt một của Tiểu Huệ Tử, có ID là thổ hào của ông gia thân hào đã ra tay. Rất cảm ơn sự bảo vệ của ông già thân hào. Tôi biết ngay, ông chắc chắn sẽ không nhìn tôi bị người ta bắt nạt. Các anh em ơi, hãy cho ông già thân hào của chúng ta nghìn like đi nào. Ông già thân hào rất xảo quyệt. Chiến lược của ông ta là để các Sitojima khác đấu với Dương Thần. Tiêu hao đạn dược của Dương Thần trước, cho Dương Thần tiêu hao gần hết rồi, ông ta mới đấu với Dương Thần. Rất nhanh, ông già thân hào dựa vào 1.000 người bảo vệ, đã cân bằng tổng quà tặng của hai bên. Huệ Tử à, cô hỏi xem đại ca bên đó còn muốn đấu tiếp nữa không? Nếu cậu ta muốn dừng lại, thì trận PK tối nay hòa nhau, tất cả những chuyện trước đó đều bị xóa bỏ hết. Nếu cậu ta còn muốn đánh nữa, tôi nhất định sẽ ở đây đấu đến cùng. Tất nhiên là tiếp tục rồi, phải tặng đến khi xu của tôi hết sạch mới được kết thúc. Sitojima đối diện, đại ca gái ngoan nói, phải tặng đến khi xu của anh ấy hết sạch mới thôi. Cô bảo các đại ca của cô cố gắng, cùng đại ca gái ngoan chơi đến cùng, để anh ấy được vui vẻ. Vậy trong tài khoản của đại ca nhà cô bây giờ còn lại bao nhiêu xu nữa vậy? Cái này tôi không biết nữa. Cô bảo đại ca nhà bạn cố gắng tặng thêm đi. Xu trong tài khoản của đại ca gái ngoan chắc chắn có lúc tiêu hết mà. Cô nói xem có đúng không? Ông già thân hào nghe được lời của Trần Ngọc Kỳ, cũng không nhiều lời nữa, mà bắt tay vào việc, bắt đầu tặng bảo vệ tối cao. Yên tâm, tôi đã chuẩn bị 100 triệu. Cậu ta có gan thì cứ tặng hết 100 triệu này đi. Như vậy tôi sẽ phục cậu ta và dừng hoạt động luôn. Cảm ơn ông già. Tiểu Huệ Tử sẽ khắc cốt ghi tâm hết cả đời này.
Sitojima đối diện à, ông già nhà chúng tôi đã nói rằng, ông ấy đã chuẩn bị 100 triệu. Hy vọng đại ca nhà cô không làm ông ấy thất vọng. Có gan thì cứ tặng hết 100 triệu xu đó đi. Vậy thì tốt quá. Phải có kỳ phùng địch thủ mới hay chứ, khai chiến. Dương Thần thỉnh thoảng còn dừng lại chờ ông già thân hào từ từ đuổi theo. Cậu rảnh rỗi quá, con vào phòng live stream của Huệ Tử. Tặng hàng triệu ngôi sao không bằng em. Gửi cho mấy người ít tiền đi viện. Các người không có quà đắt hơn à? Một vạn một món thì tặng đến bao giờ chứ? Như vậy cũng thật là ngạo mạn. Tôi còn thấy anh ta là người ngạo mạn nhất mà tôi từng gặp. Không ai sánh được. Một mình một người đấu với triệu người mà vẫn có thể khống chế tình hình. Cả đời này tôi có thể chơi trội như vậy, dù có dừng hoạt động tôi cũng bằng lòng. Ông già thân hào thấy đối phương đã dẫn trước 5.000 vạn, lập tức rơi vào tuyệt vọng. Lúc này thời gian PK chỉ còn lại 1 phút rưỡi, có cố cũng không đuổi kịp nữa. Anh em à, cậu đỉnh lắm, tôi xóa tài khoản dừng hoạt động đây. Sau đó, ông già thân hào đã rời khỏi phòng lái sở chim của Tiểu Huệ Tử và xóa tất cả các thông tin. Đại gia vĩ đại nhất của Dream cứ như vậy mà rút khỏi nền tảng. Đại ca gái ngoan quá đỉnh, thắng đạm nên minh si tơ gì mà mạnh như vậy, đồng thời còn ép thần hào mạnh nhất của Dream phải rút khỏi nền tảng. Đại ca, cho tôi cơ hội phục vụ anh với. Không cần lương, chỉ cần có thể làm trâu làm chó trước mặt đại ca là được. Tôi tuyên bố, từ bây giờ trở đi, thân hào số 1 của Dream không còn là ông già nữa, mà là gái ngoan muốn đi thẳng vào vấn đề. Tiễn vị thần cũ, chào đón vị thần mới. Anh Lô, ông già, tại sao ông lại xóa tài khoản vậy? Chỉ là chơi chơi thôi, ông đừng cho là thật chứ. Chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến chúng ta. Chỉ là tôi thay thế tranh từ đấu trận PK này mà thôi. Kết quả thật sự không quan trọng mà. Đối với cô chỉ là chơi chơi, nhưng đối với tôi lại liên quan đến thể diện. Tôi chơi Dream là để vui vẻ. Bây giờ thua như thế này, tôi không thể nào mà vui được nữa. Xóa tài khoản là lựa chọn tốt nhất của tôi. Không chơi nữa đâu, cúp máy đây. Đáng lẽ ra tôi không nên giúp cô ấy đấu trận PK này. Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Đều tại các anh hết, nếu không phải vì giúp các anh đấu trận PK này, thì có thành ra thế này không? Vốn dĩ chẳng liên quan gì đến tôi, kết quả lại khiến tôi đánh mất hết tất cả. Trần Hạo còn thảm hại hơn Huệ Tử. Huệ Tử mất đại ca số 1 sẽ chỉ kiếm được ít hơn một chút, nhưng Trần Hạo phải lỗ hơn 6.000 vạn, còn bị mất tranh từ hát nhất và tài khoản kiếm nhiều tiền nhất nữa. Lúc này, gái ngoan muốn đi thẳng vào vấn đề tặng lễ hội hóa trang. Đây là lộ phí tặng cho mấy người các người, nên đừng hoạt động thì dừng hoạt động. Nếu ai gian lận, mong cư dân mạng đừng có bỏ qua, mỗi ngày đều lên mạng réo tên một lần. Liên minh Sitojima và các đại ca không dám nói gì. Lúc này ai lên tiếng kẻ đó xui xẻo. Đại ca gái ngoan, cảm ơn anh, tôi sẽ không động vào tiền trong tài khoản. Lúc nào anh cần thì cứ nhắn tin cho tôi, tôi sẽ rút tiền ra chuyển cho anh. Nhưng tôi vẫn phải nói câu này, tôi sẽ không gặp anh. Tôi có người mình thích rồi, tôi sẽ không làm gì sai với cậu ấy. Này cô à, 150 triệu đến tay rồi. Cô có khảm kim cương cũng phải nằm xuống chứ. Nếu cô không cảm ơn đại ca gái ngoan bằng một đêm, chúng tôi đều không đồng tình. Tôi 30 tuổi mà chưa thấy ca nào như này. Tặng tận 300 triệu rồi mà Sitoji mới còn không thèm cho gặp mặt. Đúng là thảm hại, còn thảm hơn tôi ấy 30 năm. Anh Lô ông chủ. Mẹ nó, có phải cậu đang xem live stream không? Cậu là hàng gì mà xem live stream giống tôi chứ? Giờ làm việc không giao hàng mà chơi điện thoại. Không làm được thì nghỉ đi. Không, không, em đi giao ngay ạ. Tức giận, cả buồn bã, đều không tồn tại. Lúc này, Dương Thần đang cười rất vui. Bây giờ cậu ấy đang hào hứng xem nên mua gì sau khi 300 triệu tệ vào tài khoản. Hôm nay đến đây thôi nhé. Cảm ơn mọi người đã đến phòng live stream của tôi. Tôi tắt live stream đây. Chúc ngủ ngon. Bên này Dương Thần đang chuẩn bị đi ngủ. Anh bạn Cao Bằng lại gọi điện đến. Thần Tử, cậu là gái ngoan đi thẳng vào vấn đề à? Làm sao có thể chứ? Cậu nghĩ tôi có nhiều tiền như thế à? Nhưng hôm nay cậu vừa mượn súng điện của tôi. Cậu ta nói dùng súng điện tặng quà cho bạn gái của cậu trên live stream. Là trùng hợp sao? Chắc là trùng hợp thôi. Điều kiện gia đình tôi như thế nào cậu cũng biết mà. Là do công ty cô ấy làm hết. Lẽ nào cậu tin có người tiêu tiền như thế thật? Không nói nữa, tôi phải đi ngủ đây. Cậu sắp dùng nó lên cô ấy à? Chậm chậm thôi. Đừng xài hao quá đấy. Tôi thấy người ta trông sáng vậy mà. Hoàng Khang, giám đốc bộ phận vận hành Duyên. Tự mình gọi điện thoại cho Dương Thần. Để vinh danh anh giành top 1 thần hào trên nền tảng. Ben Duyên sẽ cung cấp dòng chữ thần hào top 1 bên phải ID của anh. Đồng thời tặng anh hiệu ứng hoạt hình độc quyền khi vào APP. Ngoài ra, gái ngoan đi thẳng vào vấn đề. Tài khoản này mua bất kỳ món quà nào cũng đều được giảm giá 10%.
Vừa cúp điện thoại không bao lâu, Dương Thần liền nhận được tin nhắn thông báo của ngân hàng. Toàn bộ 3 tỷ xu đuin đã đổi qua tiền mặt, gửi thẳng vào tài khoản cậu. Bây giờ cậu đã có thể tự do sử dụng số tiền này. Ông đây giàu thế này rồi, còn đi làm cái qué gì? Từ chức, phải từ chức ngay và luôn. Kéo dài dây nữa, chính là không tôn trọng 300 triệu trong tài khoản. Dương Thần, xảy ra chuyện lớn rồi. Khoản vay của cậu không thu về được. Bây giờ cả gốc lẫn lãi đã lên tới 100 vạn. Nếu số tiền này không lấy lại được là cậu xong đời luôn. Chắc chắn là nhầm rồi. Ai chẳng biết tôi nhát gan không dám làm đơn lớn. Những khoản tôi cho vay, dù có tăng lại cũng không đến 100 vạn được. Trên hợp đồng có chữ ký của Dương Thần, sao có thể nhầm được chứ? Tôi nhớ Trương Lỗi đó chính là bạn đại học của cậu phải không? Trương Lỗi là bạn trai Trần Mạn, bạn cùng phòng Lý Xảo Vân. Lúc đầu Lý Xảo Vân dẫn hai người bọn họ đến vay tiền với Dương Thần. Dương Thần vội vàng mở hợp đồng ra xem, nội dung trước đều không vấn đề, nhưng ở cuối lại xuất hiện một trang bổ sung. Trên đó viết là Trương Lỗi lại gia hạn vay thêm 70 vạn. Giám đốc, chắc chắn không có tờ giấy này trong hợp đồng, chữ ký này chắc chắn không phải do tôi ký. Ý cậu là gì đây? Ý cậu là tôi gài bẫy cậu sao? Lúc này, Trần Vân, phó chủ tịch công ty đi đến. Trần Vân là vợ của ông chủ Trương Hải, phụ trách xử các hợp đồng cho vay của công ty. Phó giám đốc Trần, trang bổ sung này là sao vậy? Ý cậu là sao? Tất cả hợp đồng đều được cho vào két sắt trước mặt tôi và nhân viên. Ý cậu là tôi lén bỏ tờ giấy này vào để hãm hại cậu sao? Tất nhiên rồi, tôi chắc chắn trong hợp đồng không có tờ giấy này. Chắc chắn là sau đó đã bỏ vào. Dương Thần, cậu to gan thật. Phó giám đốc Trần sao có thể làm chuyện này được? Có phải cậu thông đồng với bạn học bọn rút tiền của công ty không? Lúc này điện thoại của Dương Thần đổ chuông. Hóa ra là Trương Lỗi gọi đến. Trương Lỗi gọi vào đúng lúc này. Dương Thần mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Không phải cậu nói không phải cậu ký sao? Không phải cậu nói trong hợp đồng không có trang này sao? Bây giờ cậu bật loa ngoài, nói chuyện với cậu ta trước mặt chúng tôi đi. Anh em, tôi đã làm như lời cậu dặn, từ chối trả lại tiền cho công ty cậu. Tiếp theo tôi nên làm gì nữa đây? Anh em, cậu có nghe không? Tôi hỏi cậu tiếp theo nên làm gì giờ? Liệu họ có cho người đòi nợ đến tìm tôi không? Tôi làm hết theo lời cậu dặn đấy. Cậu đừng có mà hại tôi. Trương Lỗi, cậu làm vậy là chui đầu vào chỗ chết đấy. Người anh em, ý cậu là sao? Tôi làm chính xác như lời cậu nói mà. Không phải cậu muốn bỏ rơi tôi chứ? Anh em à, cậu chơi vậy không đẹp rồi. Dương Thần không muốn nói nhảm với Trương Lỗi, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó cậu gọi điện báo cảnh sát. Trần Vân lập tức tiến đến ngăn lại. Cậu làm gì vậy? Hai người nói tôi đã ký tờ giấy này, nhưng tôi lại chưa từng được ký. Vì vậy, hay là ta báo cảnh sát đi. Cảnh sát đến chúng ta sẽ tìm chuyên gia thẩm định xác định xem chữ ký này có phải của tôi hay không. Cậu vẫn nghĩ là tôi gạt cậu à? Được rồi, vậy chúng ta sẽ báo cảnh sát xử lý. Báo cảnh sát tìm chuyên gia thẩm định đến xác minh chữ ký này rốt cuộc có phải của cậu hay không. Đồng chí cảnh sát gọi chuyên gia đến thẩm định chữ ký đó. Cuối cùng ý kiến thẩm định của chuyên gia là chữ ký này thực sự là do chính tay Dương Thần ký. Bây giờ cậu còn muốn nói gì nữa không? Giấy trắng mực đen rõ ràng, cậu nghĩ mình phản bác lại được sao? Còn lãng phí cả lực lượng cảnh sát, trì hoãn biết bao nhiêu là thời gian. Nếu đồng chí cảnh sát đã ở đây, vậy cậu bày tỏ ý kiến đi. Cậu muốn bồi thường hay là ngồi tù? Đồng chí cảnh sát, tôi muốn gặp Trương Lỗi, phiền đưa anh ta đến đồn cảnh sát, tôi muốn đối chất với cậu ta. Được thôi. Lúc này, ở trong phòng cơ TV, Trương Lỗi và bạn gái Trần Mạn đang hát cho nhau nghe. Lý Xảo Vân và Trương Dương ngồi bên cạnh vỗ tay. Sếp của Dương Thần, Trương Hải cũng ở đó. Chúng ta chơi Dương Thần như vậy có ổn không? Có gì không ổn chứ? Không phải anh ta thích làm màu sao? Con dám lấy bu hoa TV dân ra ngoài làm màu. Vậy để anh ta tới bến luôn. Anh Hải, cảm ơn anh. Anh ngứa mắt cậu ta từ lâu rồi. Người khác đều mở đơn lớn, cậu ta sống chết không làm đơn lớn. Ngày nào cũng làm mấy đơn nhỏ mấy chục nghìn tệ. Sa thải chưa? Không cần, cứ giữ lại đó. Anh thấy rất khó chịu. Thức ăn nhạt nhẽo, nhưng bỏ đi lại tiếc. Lần này vừa hãy giúp được chú em. Tất nhiên anh không thể từ chối rồi. Lúc này, cảnh sát gọi điện thoại cho Trường Lỗi, bảo cậu ta đến đồn để hỗ trợ điều tra. Vừa rồi cảnh sát gọi điện bảo tôi đi hỗ trợ điều tra. Không phải chúng ta bị lộ rồi chứ? Đừng vội, để tôi gọi cho vợ tôi hỏi xem. Vợ á, có chuyện gì thế? Sao cảnh sát lại can thiệp rồi? Dương Thần báo cảnh sát, yêu cầu thẩm định chữ ký.
Chuyên gia thẩm định xác định nó là chữ ký của cậu ta. Cậu ta hết đường chối cãi. Bây giờ, cảnh sát đưa cậu ta đi rồi. Cậu ta yêu cầu đối chất với Trương Lỗi. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của chúng ta. Chỉ cần Trương Lỗi không sai sót gì, chuyện này sẽ ổn thỏa. Được rồi, anh biết rồi. Thế tình hình nhân viên trong công ty như thế nào rồi? Mọi thứ đều bình thường. Bọn họ đều tin Dương Thần thông đồng với Trương Lỗi bọn rút tiền của công ty. Bây giờ vẫn còn đang chửi Dương Thần đây này. Ha ha, vậy là tốt. Cúp máy đây. Dương Thần đã gọi cảnh sát, yêu cầu mời chuyên gia thẩm định chữ ký. Chuyên gia thẩm định xác định đó là chữ ký của cậu ta. Bây giờ cậu ta bị được cảnh sát đưa về đồn, nhưng cậu ta vẫn không phục, yêu cầu đối chất với Trương Lỗi. Vì thế Trương Lỗi, cậu chỉ cần làm theo kế hoạch của chúng tôi là được. Mọi người cười ha hả, dường như đã ăn được Dương Thần. Trương Lỗi sẽ không sao chứ? Kế hoạch chúng ta rất kỹ lưỡng, mọi thứ vẫn đang diễn ra theo kế hoạch, trừ khi anh ta thú nhận, nếu không thì sẽ ổn thôi. Nhưng anh ta ngốc đến mức thú nhận với cảnh sát không? Hơn nữa nếu anh ta thật sự xảy ra chuyện cũng không sợ. Tiền của anh ta đều đưa cho cậu, xe cũng do cậu đứng tên, không ảnh hưởng gì đến cậu cả. Anh ta vào tù mới tốt, cậu nói có đúng không? Lý Sảo Vân khai sáng như thế, Trần Mạn liền cảm thấy có lý. Bên kia, Dương Quân, bố Dương Thần đang ở chỗ làm nhưng không làm, mà nói chuyện với Trần Quế Anh. Lát nữa ta làm anh mua đồ về nhà nấu ăn, em đến nhà anh ăn nhé. Vậy em có cần mang theo quần áo để thay không? Mang chứ, nếu không buổi tối đi tắm em lấy gì mà thay? Chúng ta chơi một trò chơi, thật hay thách. Anh dám không? Dám mà, trò này anh có gì mà không dám chứ. Nào, em muốn hỏi cái gì? Anh có từng nghĩ đến việc cưới em không? Tất nhiên là muốn cưới em rồi. Chỉ là chúng ta vừa xác định quan hệ, có thể con trai anh vẫn chưa chấp nhận. Đợi một thời gian nó chấp nhận rồi, anh sẽ nói chuyện này với nó. Con trẻ cũng lớn cả rồi, anh tìm cho nó một người mẹ, cũng vẫn phải tôn trọng nó. Chào hỏi nó trước đã. Hi hi, anh nói thật đấy nhé. Anh đừng có lừa em đấy, nếu không đến chết em cũng không tha thứ cho anh. Anh xin thề, hoàn toàn là lời thật lòng. Phát hiện bố của chủ nhân đang chơi trò thật hay thách với Trần Quế Anh. Hệ thống thưởng chủ nhân, kỹ năng tôi muốn nghe bạn nói sự thật, lập tức có hiệu lực. Ông bố cũng biết chơi thật đấy, ra thế này rồi mà vẫn chơi trò kích thích như vậy. Bố à, con trai còn không bằng bố. Nhưng mà kỹ năng tôi muốn nghe bạn nói thật này là như thế nào? Đơn giản mà nói, Dương Thần đặt câu hỏi cho ai đó, và thêm một câu, tôi muốn nghe bạn nói sự thật, người này sẽ nói ra sự thật. Này chàng trai, cậu nghĩ đến chuyện gì mà vui vậy? Trông cậu không căng thẳng chút nào nhỉ? Có gì phải căng thẳng chứ? Cây ngay không sợ chết đứng, tôi chịu được thử thách. Chú cảnh sát, chú nói xem trên đời chỉ có bố tốt đúng không? Trên đời này không chỉ có bố tốt, mẹ cũng rất tốt. Như thế mà cậu vẫn cười được. Với những chuyện cậu làm, để cậu đền tiền là kết quả tốt nhất. Nếu như ông chủ mạnh tay hơn chắc là cậu đã vào nhà đá rồi. Trần Cao à, tôi không biết cậu có biết chuyện hay không. Nhưng cũng chẳng có gì khác. Cậu có tin lát nữa tôi có thể hiên ngang đi ra khỏi đây không? Tôi còn có thể phá án, khiến thủ phạm thực sự xuất hiện. Trước mặt đồng chí cảnh sát mà cậu chém gió gì vậy chứ? Chuyên gia thẩm định đã xác định rồi, đó là chữ ký của cậu. Cả lời khai của Trương Lỗi cũng có thể chứng minh cậu lừa tiền công ty. Cậu nói xem, cậu làm màu gì chứ? Chuyên gia thẩm định sao? Cậu có tin lát nữa tôi sẽ khiến chuyên gia đó thất nghiệp không? Chàng trai à, chuyên gia đó là một chuyên gia trong ngành, khả năng sai sót gần như bằng không. Nói thế này nhé, báo cáo thẩm định của ông ta có thể coi là tiêu chuẩn pháp lý. Cậu hiểu chưa? Anh bạn, cậu không khai tôi ra chứ? Tôi làm theo những gì cậu nói đấy. Tôi không cần tiền nữa, cậu đừng có để tôi gánh tội đấy. Anh bạn, cậu yên tâm, tôi chắc chắn không phản bội cậu. Cậu cũng đừng bán đứng tôi đấy. Cậu biết chưa? Giả vờ đi, sao cậu không giả vờ nữa? Vô gì chứ, tôi chỉ cho Trương Lỗi cơ hội khai mang, để cậu ta thêm tội mà thôi. Đúng là biết giả vờ mà. Dương Thần, Trương Lỗi đã nói rõ rồi, tạm thời cậu ta không trả nổi tiền, cậu ép cậu ta bòn rút tiền của công ty, cậu có gì muốn nói không? Đồng chí cảnh sát, nói nhiều với cậu ta làm gì, mau kết tội cậu ta đi. Trương Lỗi, chân tướng chuyện này là như thế nào? Tôi muốn nghe cậu nói sự thật. Phút chốc, Trương Lỗi cảm thấy không thể kiểm soát suy nghĩ của mình mà nói ra tất cả sự thật. Là Trương Dương và Lý Sảo Vân, tin tôi và Trần Mạn giúp họ trả thù cậu. Trương Dương dùng hợp đồng vay 500 vạn tệ để mua trục Trương Hải, tiện thể thu cả 100 vạn tiền bồi thường của cậu.
Trùng hợp Lý Xảo Vân ở bên cậu lâu như vậy, có thể bắt chước chữ ký của cậu. Sau đó họ lại bảo tôi làm chứng giả, nói cậu muốn bòn rút tiền của công ty. Như vậy, cậu có 100 cái miệng cũng không thể biện hộ được. Trước mặt đồng chí cảnh sát, cậu đừng nói vớ vẩn chứ. Làm lời khai giả là hành vi phạm tội, nghiêm trọng thì phải ngồi tù đấy. Tôi không nói vớ vẩn, tôi thề với trời lời mình nói đều là sự thật. Và sẵn sàng chịu mọi hậu quả pháp lý với những gì mình nói. Vậy sao lúc nãy cậu nói Dương Thần, ép cậu cùng cậu ta bòn rút tiền của công ty tài chính chứ? Vừa rồi tôi muốn hại Dương Thần, nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của cậu ấy, tôi lại không nhận tâm, nên mới quyết định nói ra sự thật. Trương Lỗi lập tức lấy điện thoại ra mở lịch sử trò chuyện của cậu ta với Trần Mạn, Trương Dương và Lý Xảo Vân cho đồng chí cảnh sát xem. Tôi có tội, tôi sẵn sàng chấp nhận bị xử lý. Dương Thần bị hãm hại. Các anh đừng hàm oan cậu ấy. Các người coi luật pháp là gì? Tôi phục các người thật. Chuyện thế này cũng có thể làm được. Cậu gọi cho Trương Dương trước mặt mọi người, chứng minh những gì bạn vừa nói đi, nhớ kỹ. Tôi muốn nghe cậu nói sự thật. Được rồi. Đô ra, xong hết cả rồi. Tôi đã nói những gì anh dặn với đồng chí cảnh sát rồi. Vậy phía cảnh sát nói thế nào? Con phải hỏi sao? Tôi có thể gọi cho anh, có nghĩa là mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của chúng ta. Trương Lỗi, đi, cậu đưa chúng tôi qua đó. Lúc này, Lý Cao Sực nhớ đến mình. Hắn định ra ngoài gọi cho Trần Vân. Dương Thần lập tức nhắc nhở hắn, mật báo đưa tin. Coi như đồng phạm. Nói sao nhỉ, mấy điều tôi vừa nói. Đã thực hiện được một cái rồi, xem kỹ nhé, tiếp theo tôi sẽ thực hiện cái thứ hai. Đồng chí cảnh sát, tôi muốn tố cáo chuyên gia sáng nay bị tình nghi cùng với mấy người Trương Dương gài bẫy tôi. Thỉnh cầu cảnh sát đưa anh ta đến đối chất với tôi. Anh bạn, cậu về rồi à? Nào, nào, ngồi đi. Tôi đã thú nhận với đồng chí cảnh sát rồi. Mấy người cũng thú nhận để được khoan hồng đi. Tại sao cậu lại báo thế? Đây chẳng khác nào là tự hủy cả. Bản thân cậu cũng gặp rắc rối rồi. Tôi không đội trời chung với tội ác, tôi có tự hủy. Cũng phải đưa đám người xấu mấy người ra trước công lý. Đồng chí cảnh sát, đừng nghe anh ta nói nhảm. Đầu óc anh ta không được tốt, thường xuyên nói vớ va vớ vẩn. Trương Lỗi cho tôi xem lịch sử trò chuyện của cậu ta và mấy người. Vừa rồi cậu ta gọi cho Trương Dương, chúng tôi đều đứng ở cạnh nghe. Các người đã tự nói rõ với nhau, nói với cậu ta là không sao đâu. Cậu chơi bọn tôi ư? Được rồi, đừng ở đây nữa, cùng nhau đến đồn cảnh sát rồi nói. Yêu, các người đến cả rồi à? Sao lại thiếu một người nhỉ? Đồng chí cảnh sát, Trần Vân, phó giám đốc công ty, cũng là người tham gia cùng. Tiểu Lưu, đi đưa Trần Vân về đây thẩm vấn. Lúc này Trần Quang chuyên gia thẩm định chữ viết cũng đến nơi. Dương Thần tò mò không biết Trần Quang này có bị mua chuộc hay không. Ông Trần, tôi muốn biết chuyện thẩm định chữ ký là thế nào. Tôi muốn nghe ông nói sự thật. Theo kinh nghiệm và hiểu biết của tôi, chữ ký đó chắc chắn là do chính tay cậu viết. Bây giờ nói chữ ký đó là do người khác sao chép, tôi thật không dám tin. Xem ra ông ta không bị mua chuộc là vì Lý Xảo Vân giả mạo chữ ký quá giống. Nhưng mà Dương Thần đã nghĩ quá sớm rồi. Trước đây Trương Hải tìm tôi thẩm định Lý Xảo Vân giả chữ ký của Dương Thần. Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng thật sự là không trụ nổi. Cậu ta cho nhiều quá, tôi không thể chịu được sự cám dỗ của năm bạn. Cuối cùng cũng đồng ý giúp họ. Lý Xảo Vân với sự giúp đỡ của tôi đã giả mạo một chữ ký thực tế. Sau đó, họ lập một hợp đồng giả từ tờ giấy đó. Ông chưa từng nghĩ làm vậy, sẽ mang lại hậu quả cho tôi sao? Xin lỗi, lúc đó tôi bị tiền làm mờ mắt. Thật sự không nghĩ được nhiều như vậy. Tôi sẽ chịu mọi hậu quả pháp lý. Bây giờ tôi thành khẩn tiếp nhận xử lý theo pháp luật. Không phải ông đã biết mọi thứ từ lâu, nên đợi bọn họ tự phơi bày sự thật đó chứ? Cái này cậu không cần hỏi nữa. Tội mà họ phạm phải lát nữa sẽ được làm rõ thôi. Trần Mạn, bắt đầu từ cô. Cô làm chuyện có lỗi với Trương Lỗi và từng làm chuyện trái pháp luật không? Tôi muốn nghe cô nói sự thật. Tôi đã làm nhiều chuyện có lỗi với Trương Lỗi, hẹn hò với Lốt Dự Phòng, còn từng phá thai nữa. Mẹ kiếp, cô có còn là con người không? Tôi đã cho cô đứng tên tất cả mọi thứ. Cô lại làm thế với tôi. Mẹ nó, cô phá thai của ai? Em không biết, lúc đó có nhiều người quá nên không biết là của ai. Ngoài việc có Lốt Dự Phòng ra, em còn làm thêm ngoại sáu. Có người là khách cũ của em đều có uy chắc của họ. Lý Xảo Vân, cô xem bạn thân của cô đã thú nhận hết rồi kìa. Cô còn không chủ động nói đi. Nói đi, cô từng làm gì phạm pháp vậy? Tôi muốn nghe cô nói sự thật. Đừng nói vớ vẩn đấy nhé.
Tôi từng là ngoại vi với Trần Mạn. Sau khi chia tay với Dương Thành, tôi có hơi thiếu tiền. Vì vậy, tôi đã làm theo Trần Mạn. Nhưng tôi chỉ làm 3 lần là gặp được Trương Dương. Tôi với Trương Dương ổn rồi nên tôi đã không làm nữa. Con mẹ nó, ông đây chẳng phải là một tên đồ vỏ sao? Ngoài ra, tôi còn biển thủ 120 vạn tiền tiết kiệm của khách hàng. Đến giờ người đó vẫn chưa biết. Anh xem, tôi đã nói bọn họ đều dơ bẩn rồi mà. Tôi mới chỉ hỏi một chút, mà họ đã chủ động khai ra hết rồi. Trương Dương, bây giờ đến lượt cậu rồi. Cậu cũng nói những việc phạm pháp mà cậu đã làm đi. Tôi muốn nghe cậu nói sự thật, đừng nói vớ vẩn đấy. Tôi trừ tiền lương của công nhân, không đóng bảo hiểm cho họ, trốn thuế. Khai cả hóa đơn VAT giả để được hoàn lại thuế xuất khẩu. Bọn họ đã nói sự thật rồi, hai người cũng đừng giấu nữa. Vẫn nên nói rõ những việc phạm tội mà hai người đã làm. Vẫn là câu nói đó, tôi muốn nghe hai người nói sự thật, đừng nói vớ vẩn đấy. Tôi trốn thuế, cố ý bao tiền nhân viên, đòi nợ đánh gãy chân người, còn từng ép chết hai người, chuyển tài sản cho tình nhân đứng tên. Trương Hải, anh đúng là không phải người, tôi có chỗ nào không tốt, vậy mà anh lại nuôi nhân tình bên ngoài. Anh không muốn sống nữa phải không? Được, vậy chúng ta đừng sống nữa. Đồng chí cảnh sát, chúng tôi còn hổ lộ. Lúc này, Trần Cao vừa định phủi mông bỏ đi. Đồng chí cảnh sát liền ngăn hắn lại. Trần Cao đứng lại. Trương Hải Trần Vân khai giả cậu, quay lại phối hợp điều tra đi. Dương Thần vì để cảm ơn bố và dì Trần, đặc biệt mua rau ướp và bia, chuẩn bị làm mấy cốc với bố. Anh Ngô bố à, con đang ở ngoài phố. Con mua rau ướp với bia, hay bố con làm cốc nhé. Bố cần gì khác không? Để con mang về luôn. Không, không, đừng lên đây. Bố không cần gì cả. Chỉ cần con đừng về đây. Đàn ông của Nhiên đều thay lòng đổi dạ. Đến độ tuổi nào cũng giống nhau. Có quý cô ra béo nên không cần con trai nữa. Lão Dương, bố làm vậy hơi quá đáng rồi đó. Tôi đến cổng rồi mà. Vậy con về đây đi. Bố muốn dùng bữa tối dưới anh nến với dì Trần của con. Chúng ta dùng nến là được. Không cần bóng đèn đâu. Lão Dương, nói vậy sẽ mất đi tình yêu của con trai đó. Không nói với con nữa, bận rồi. Mẹ à, có lẽ là con nhớ mẹ rồi. Này Đại Bằng, tôi mua rau ướp và bia rồi. Qua chỗ tôi làm cốc đi, nhanh lên. Anh bạn, tôi đến đây. Vái trưởng, dưới nhà cậu có một con siêu xe, bị áo xe bọc lại rồi. Không biết là xe thể thao hãng gì. Hậu di rời đúng là có nhiều tiền, đi cả xe thể thao mà. Họ di rời không có tiền, vậy ai có tiền chứ? Anh em, dùng súng điện chưa? Đồ giá thú cậu, có một bạn gái Sitozima vừa đẹp vừa biết kiếm tiền, vậy mà lại dùng cả súng. Cậu có cắn thuốc cũng phải tự thỏa mãn cô ấy chứ. Đó không phải bạn gái tôi, mới quen nhau thôi. Á đù, thật hay điều thế. Sao tôi lại thấy cô ấy có vẻ rất thích cậu nhỉ? Có lẽ thế. Nhưng chúng tôi mới vừa quen nhau, không phải là người yêu. Được rồi. Mẹ nó, cô không yêu là hẹo phải không? Sau đó hai người nhớ lại hồi học đại học. Bất giác đã uống rất nhiều. Sáng hôm sau, Dương Thần vẫn còn đang ngủ. Đột nhiên bị tiếng nhắc nhở của hệ thống đánh thức. Phát hiện bố của chủ nhân đang học thái cực quyền. Hệ thống thưởng chủ nhân phiên bản thái cực quyền thực chiến. Lập tức có hiệu lực. Dương Thần mở mắt ra. Trong đầu ngay lập tức xuất hiện cảnh múa võ của thầy giáo Mã. Tối qua bố đưa dì Trần đi ăn tối dưới ánh nến. Mới sáng đã ra ngoài tập thể dục, đúng là khỏe hơn người trẻ mà. Lúc này, Cao Bằng gọi điện thoại đến cho Dương Thần. Thần tử, bây giờ cậu có bao nhiêu tiền? Mẹ Tiểu Quyên bị nhiễm trùng đường tiểu, cần cấp khoảng 50 vạn để phẫu thuật ghép thận. Tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi có sổ tiết kiệm của bố tôi. Tạm thời cho cậu dùng nhé. Được, cảm ơn bạn Hiền, tôi sẽ cố trả cậu sớm, bố cậu cần còn có cái dùng. Cậu nói thế với tôi làm gì? Nộp tài khoản đi, do tôi ra ngân hàng chuyển tiền cho cậu. Anh em, tôi sẽ ghi nhớ ân tình của cậu. Mẹ nó, cậu còn nói nhảm như vậy, tôi không giúp cậu nữa đâu. Sau đó, Dương Thần liền đến ngân hàng rút tiền. Trùng hợp là, Lý Sảo Vân và Trần Hân Hân làm việc ở chi nhánh này. Lý Sảo Vân hiện đang bị giam giữ, Trần Hân Hân vẫn đi làm bình thường. Dương Thần đến cửa sổ số 2, nhân viên chính là Trần Hân Hân. Làm việc gì? Tăng hạn mức cho tôi trước. Muốn tăng lên bao nhiêu? 1.000 vạn đi, chắc là đủ cho tôi dùng rồi. Nhanh lên đấy, tôi đang vội. Ơ kìa, sao chỉ 1.000 vạn thôi? Có ít quá không đấy? 1.000 vạn có đủ dùng không? Hay là tăng lên 100 triệu nhé? Dù sao thì anh cũng là người thuê Bugatti về dân. 100 triệu mới xứng tầm với khí chất của anh chứ. 100 triệu cũng được. Làm cho tôi nhanh lên. Đừng phí thời gian của tôi.
Ha ha, nói vậy mà anh cũng tin thật đấy á? Không phải anh muốn tăng hạn mức bao nhiêu thì tăng bấy nhiêu đâu. Phải dựa vào số dư trong thẻ của anh. Nếu muốn tăng lên 100 triệu, số dư trong thẻ cũng phải cao hơn 100 triệu mới được. Anh hiểu chưa? Sao cô nói nhiều thế? Tôi đã nói rồi, tôi đang vội. Cô không hiểu tiếng người à? Mau làm cho tôi đi. Làm xong tôi còn phải chuyển tiền nữa. Giọng nói quá lớn của Dương Thần thu hút giám đốc sảnh tới. Thưa anh, xin lỗi. Xin anh chú ý lời nói của mình. Nếu có chỗ nào không hài lòng, anh có thể khiếu nại bình thường. Xin đừng nhục mạ nhân viên của chúng tôi. Cảm ơn anh. Tôi muốn chuyển hết tiền trong tài khoản đi. Thưa anh, xin hỏi anh muốn chuyển bao nhiêu tiền vậy? Chuyển toàn bộ 300 triệu tệ. Giám đốc ngân hàng về vị trí quét thẻ ngân hàng của Dương Thần. Trên máy tính hiển thị rõ ràng trong tài khoản còn hơn 300 triệu tệ. Nên vội tiếp đón Dương Thần, dẫn cậu đến văn phòng giám đốc khách hàng VIP. Kẻ ngốc nào lại đắc tội khách hàng lớn thế này chứ? Chẳng khác nào trì hoãn hiệu suất của toàn bộ chi nhánh cả. Đi gọi Trần Hân Hân đến đây cho tôi. Hôm nay nếu khách hàng lớn này chuyển tiền đi hết, cô ta cũng có thể đi luôn. Ây da, đây không phải là Dương Thần sao? Bạn trai cũ của Xảo Vân mà. Giám đốc Phan, lâu rồi không gặp nhỉ? Đúng lúc lắm, mau yêu cầu cô ta chuyển tiền cho tôi trước. Tôi muốn chuyển hết tiền trong tài khoản đi. Trong tài khoản Đô Gia có hơn 300 triệu tệ đấy. Đô Gia, anh bớt giận nhé. Bình tĩnh lại rồi đến văn phòng của tôi một lát đi. Tháng trước tôi mua trà đại hồng vào, vẫn chưa có ai cùng tôi nếm thử hương vị. Tôi đã nói rất nhiều lần, tôi đang rất vội. Giải quyết cho tôi đi, đừng trì hoãn thời gian của tôi. Được ạ, tôi lập tức xử lý yêu cầu tăng hạn mức cho Đô Gia, rồi sẽ thực hiện giao dịch chuyển tiền. Trần Hân Hân, cô làm cái quái gì vậy? Tại sao Đô Gia có một yêu cầu đơn giản như vậy, nhưng cô lại làm rất tệ? Giám đốc Phan, em xin lỗi, em không biết tài khoản anh ta lại có nhiều tiền vậy. Hôm trước anh ta còn thuê xe hẹn hò với em, nay lại đến đây, nói muốn tăng hạn mức hàng ngày lên 100 triệu. Chị nói xem em có thể tin không? Khách hàng cần làm, cô cứ làm theo yêu cầu là được rồi. Lại cần cô phải tin à? Cô là cái gì chứ? Khách hàng làm việc còn cần cô phải tin à? Em xin lỗi, em xin lỗi. Chào anh, Đô Gia. Hạn mức đã tăng lên 100 triệu tệ. Năm ngày nữa tôi sẽ đến chuyển tiền. Còn viện lý do không xử lý cho tôi, thì gặp nhau ở tòa án. Giám đốc Phan, em thật sự biết lỗi rồi. Chị cho em một cơ hội nữa nhé. Em xin chị, em chắc chắn sẽ tìm cách giữ tiền của anh ta lại. Chị đừng đuổi việc em có được không? Được, tôi cho cô 2 ngày. Phải khiến cậu ta xác nhận rõ là sẽ không chuyển tiền đi nữa. Nếu không thì cô tự viết đơn thôi việc đi. Vâng ạ, vâng ạ. Vậy hôm nay em ta làm trước ạ. Em đi tìm cô của em. Cô em đang hẹn hò với bố của Dương Thần. Em sẽ nhờ cô ấy giúp đỡ. Cô có mối quan hệ này mà không thèm nói sớm hơn. Đều là người của mình mà thành ra xấu hổ thế này. Đi nói chuyện với cô của cô đi. Chi phí đi lại về cứ báo lại. Chỉ cần có thể giữ khoản tiền của Dương Thần lại là được. Giám đốc Phan yên tâm. Em sẽ cố gắng hết sức để giữ lại tiền của Dương Thần. Cậu muốn chết à? Tại sao lại dừng xe vậy? Không phải anh đang vội sao? Tôi tấp vào lề nhường anh đi trước là được. Nhưng mẹ nó cái thái độ này, ông đấy không nhường nữa. Dương Thần dừng xe chạy nhanh phía trước con xe rét này, rồi quay người rời đi, không thèm quay đầu lại. Đèn xanh rồi, sao cậu vẫn chưa đi? Đằng trước đang bị xe điện chặn, anh bị đuôi à? Thằng nhại danh, đừng để tao gặp lại mày. Lúc Dương Thần dừng xe ở phía đằng trước con xe dâu đến do xì rết đó, thì phát hiện tượng vàng của hãng xe trông khá đẹp, nên cũng chuẩn bị mua một chiếc đi bộ đỡ mệt. Trương Tổng, anh đến rồi, chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, cứ giao cho họ là được. Xin mời anh cùng tôi đi vào bên trong uống tách trà rồi nghỉ ngơi nhé. Được đấy. Vào trong làm tách trà thôi. Này anh chờ đã, có phải anh đến tìm sếp Trương không? Sếp Trương là ai? Tôi đã xem video Duyên rồi, anh đã dừng xe điện chặn trước đầu xe anh ấy. Ồ, cô nói hắn ta à? Hắn cũng tới đây rồi à? Phải, đây chính là chiếc xe của anh ấy. Ồ, tôi không quan tâm đến hắn. Tôi đến mua xe, đưa tôi vào xem đi. Anh trai à, anh đừng hiểu lầm, tôi cũng không có ý gì xấu, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở anh một chút. Đây là showroom hãng xe dâu đến do Si Bồ Nê, anh có hiểu nghĩa là gì không?
Nhảm nhí, tất nhiên là tôi biết đây là show Dung Dâu do Xì Bố. Tôi đi theo định vị đến đây. Tôi vừa tìm hiểu trên mạng rồi. Tôi muốn mua Kalinan. Mặc dù Viên Viên không tin lắm, nhưng vẫn đưa Dương Thần vào. Thưa anh, tôi tên là Trần Viên Viên, là nhân viên tư vấn ở đây. Xin hỏi nên gọi anh thế nào ạ? Trần Viên Viên sao? Tôi còn là Lý Tự Thành đây này. Anh trai à, tên tôi là Viên có bộ nữ, không phải Viên trong vòng tròn đâu. Lúc này, Tiểu Tĩnh vừa nãy bán hàng vội vàng đi ra. Quần áo rất không chỉnh tề, vừa nhìn là biết lúc này đã phục vụ thân mật rất nhiều cho sếp Trương. Đây không phải là anh chàng dùng xe điện chặn phía trước xe sếp Trương sao? Viên Viên này bình thường rất thích cố ý làm phiền mình. Đây rõ ràng là cố ý hại mình đây mà. Trần Viên Viên, cô làm gì thế? Biết rõ anh ta có xích mích với ông chủ Trương, sao cô còn cho anh ta vào đây chứ? Cô cố tình làm tôi ghê tởm có phải không? Trương Tĩnh, cô nói cái gì vậy? Khách hàng muốn mua xe, tôi dẫn anh ấy vào xem không phải rất bình thường sao? Cô nói nhảm gì với tôi thế? Một người đi xe điện như anh ta, sao có thể mua được Kalinan chứ? Cô nói anh ta muốn mua xe, mấy lời nhảm xít này mà cô cũng tin. Tôi đúng là muốn mua Kalinan đấy, tại sao tôi phải đi lừa chứ? Anh bạn à, con xe này hơn 700 vạn đấy. Anh bần cùng đến mức đi xe điện rồi, anh lại nói mua chiếc xe này, anh không thấy nực cười à? Tôi biết anh đến đây vì ông chủ Trương, nhưng tôi cảnh báo anh đừng có mà làm loạn, nếu không anh sẽ không còn răng mà ăn cháo đâu. Lúc này, ông chủ Trương cùng giám đốc đi ra bên ngoài này. Tên khốn này cũng to gan nhỉ, còn dám theo tới tận này nữa. Mẹ kiếp, thằng quát con này, hôm nay không chừng trị được mày ông đây theo họ mày luôn. Yêu, đây không phải là tên chủ xe rất hơi tí văng tục đó à? Mẹ nó, mày muốn chết à? Phiên bản thái cực quyền thực chiến của hệ thống đúng là lợi hại. Chắc chắn kiểu múa chân múa tay của thầy mà không thể so được. Con mẹ nó, mày cứ đợi đấy, mày chết chắc rồi. Sau đó ông chủ Trương lấy điện thoại ra muốn gọi người. Trương Tổng à, anh đừng kích động. Tôi sẽ đuổi hắn đi ngay bây giờ, không để hắn ở đây chửi mắt. Ai cho cô đưa hắn ta vào đây? Còn không mau đưa hắn ra khỏi đây. Cô cứ chờ bị xử lý đi. Đi thôi, đi thôi. Tôi vẫn chưa mua xe mà. Xe này giờ có sẵn luôn không? Có sẵn, sau này có cơ hội rồi xem sao. Mau đi đi. Đủ rồi đấy. Chúng tôi kinh doanh không muốn làm những việc quá đáng. Nhưng, bây giờ cậu đã làm phiền khách hàng quý của chúng tôi. Chúng tôi buộc phải làm thực hiện một số biện pháp. Hoặc là cậu tự đi khỏi đây ngay bây giờ, hoặc là chúng tôi đuổi cậu ra ngoài. Dương Thần lấy điện thoại ra, tìm số máy của một cửa hàng 4SC khác. Rồi gọi đi. Xin chào, Sâu Dung Dâu đến do Xi Motor thành phố xin nghe. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho quý khách? Là thế này, tôi muốn mua một chiếc Kalinan màu đen. Sâu Dung của cô có săn xe không? Không muốn xe trưng bày và lái thử. Chúng tôi có thể điều một chiếc quà cho anh. Bây giờ anh đang ở đâu? Chúng tôi có thể lái xe đến đón anh. Tôi đang ở Sâu Dung Dâu đến do Xi Cự Tinh. Tôi rất khó chịu với dịch vụ của Sâu Dung này, nên không muốn mua ở đây. Bây giờ các cô đến đón tôi, và tôi yêu cầu cô điều xe từ cửa hàng này cho tôi. Được ạ, à, tôi sẽ đưa giám đốc đến đón anh ngay bây giờ. Để tôi bảo giám đốc liên lạc với Sâu Dung Cự Tinh, chắc chắn đáp ứng được yêu cầu của anh. Anh trai ơi, anh đừng giận mà. Anh chắc chắn là muốn mua chiếc xe màu đen, có đúng không? Mua thì mua, nhưng không mua ở Sâu Dung này. Tôi muốn đổi sang Sâu Dung khác. Tôi muốn để cửa hàng đó đến đây lấy hàng. Anh trai à, anh xem có thể để chúng tôi xác minh vốn không? Xác minh vốn xong, tôi sẽ đích thân phục vụ anh ngay. Xác minh vốn sao? Tôi vẫn còn muốn yên tĩnh, đừng có làm phiền tôi. Tôi sẽ đứng ở cửa chờ Sâu Dung thành phố đến. Anh ơi, anh thật sự muốn mua Kalinan hàng đầu sao? Đúng thế, chắc chắn là mua rồi. Tôi quyết định mua ở Sâu Dung đó. Cô không cần phục vụ tôi nữa, mất thời gian của cô lắm. Không sao đâu, tôi sẽ nói chuyện với anh. Anh có mua xe hay không? Có mua ở đây hay không cũng không ảnh hưởng tôi nói chuyện với anh. Lúc này, điện thoại của Dương Thần đổ chuông. Anh Lô bố à? Có chuyện gì thế? Thân tử, cháu gái gì Trần Nghị đến đây rồi. Con bé nói con có 300 triệu trong thẻ. Nhưng vì con bé nên con muốn chuyển hết tiền đi. Có phải vậy không? Đừng nghe cô ta nói nhảm. Con lấy đâu ra nhiều tiền vậy chứ? Đó đều là tiền của công ty. Con chỉ giúp thanh toán thôi. Dù cô ta đắc tội với con hay không, số tiền đó cũng phải chuyển đi. Bố hiểu chưa? Ồ, thế á? Vậy bố biết rồi. Tắt nhé. Hân Hân à, chú đã hỏi rồi. Thân tử nói số tiền đó là tiền của công ty, cần chuyển bằng tài khoản của nó. Dù có cháu hay không thì vẫn phải chuyển số tiền đó đi.
cho nên rất xin lỗi cháu. Chúng ta cũng không thể giúp cháu. Tiền của công ty, Thân Tử cũng không thể quyết định được. Trần Hân Hân lặng đi. Sau đó trong lòng liền nảy lên một ý nghĩ độc ác. Nếu anh ta giúp công ty rửa tiền rồi bị bắt, tiền sẽ bị tịch thu, còn bị phạt tiền nữa, anh ta cũng phải ngồi tù, không phải là báo hết thù rồi sao? Thế nào rồi? Cô thăm dò được gì chưa? Bố anh ấy vừa gọi cho anh ấy, tôi nghe thấy rõ ràng. Bố anh ấy hỏi, có phải đã chuyển 300 triệu trong thẻ ngân hàng đi rồi không? Tôi dùng tính mạng đảm bảo, chắc chắn tôi không nghe nhầm, chính là 300 triệu. Hỏng rồi, hỏng rồi. Đô gia, tất cả là lỗi của tôi. Tôi không nên nghe lời ông chủ Trương. Bây giờ tôi sẽ gọi tất cả nhân viên trong Sâu Dung ra đây. Xin lỗi anh. Anh bớt giận nhé. Đừng có thành kiến với Sâu Dung chúng tôi, có được không? Tôi chỉ là một người bình thường. Đặc biệt thích kỳ kéo từng tí một. Ai làm tôi khó chịu, tôi sẽ làm kẻ đó khó chịu. Giám đốc Trần, chuyện gì vậy? Sao anh lại nói nhảm với cậu ta thế? Tôi đã gọi người đến đây rồi. Hôm nay nhất định phải để lại ấn tượng sâu sắc cho cậu ta. Trương Tổng, anh bớt nói vài câu đi. Vừa nãy Trần Viên Viên nghe thấy cậu ta gọi điện cho bố, nói rằng đã chuyển 300 triệu trong thẻ ngân hàng đi rồi. Đừng chọc giận người không nên chọc giận, đến lúc đó chúng ta đều gặp rắc rối đấy. Anh nghĩ tôi ngu đấy à? Người có 300 triệu tệ mà đi xe điện. Chuyện cười này chẳng buồn cười chút nào. Tôi xin thề với trời, tôi chắc chắn nghe thấy bố anh ấy nói, có phải anh ấy đã chuyển 300 triệu trong ngân hàng đi không? Nên tôi đã vội vàng vào báo cho giám đốc Trần. Cậu trai, nhà cậu làm gì đấy? Bố cậu tên là gì vậy? Anh đã gọi người đến rồi. Con giả vờ làm gì chứ? Biết đâu tôi quen bố cậu, vậy đều là người mình cả. Tôi gọi người qua đây làm quen với cậu, cũng không phải là chuyện xấu chứ. Bố tôi là một người bình thường, anh không quen đâu. Ngay lúc này, một chiếc xe dâu đến do Si Kali Nân xịn xò đi đến. Chào các vị, tôi là Trần Lệ Dĩnh của Sâu Dung Dâu đến do Si thành phố. Xin hỏi vị nào đã gọi điện thoại cho tôi vậy? Chào anh. Xin hỏi xưng hô thế nào? Tôi là Trần Lệ Dĩnh. Dương Thần. À đúng rồi, chính là giọng nói này. Chào Đô Gia. Anh muốn mua chiếc Kali Nân màu đen hàng đầu phải không ạ? Phải. Đô Gia đẹp trai quá đi. Tôi kết bạn WeChat với anh được chứ? Sau này xe có vấn đề gì, hay bảo dưỡng đều có thể nói với tôi. Tôi sẽ cử người đi xử lý. Cảm ơn Đô Gia. Sau này có vấn đề gì cứ gửi tin nhắn cho tôi. Tôi luôn sẵn sàng 24 trên 24 giờ. Được, tốt lắm. Thái độ của cô khá phù hợp với tưởng tượng của tôi về thương hiệu dâu đến do Si. Cảm ơn Đô Gia đã khen. Đô Gia thường thích chơi thể thao không? Thích chơi game không? Thỉnh thoảng chơi Liên Minh Anh Hùng. Tôi thích chơi bắn súng. Hơn nữa còn là một tay súng chính diện. Vậy tốt quá rồi. Nào dành chúng ta chơi mấy ván. Tôi dùng bảo mẫu phụ trợ. Anh phụ trách chắn ở phía trước. Tôi phụ trách bắt máu cho anh. Không cần đâu. Phiên bản này y tá không mạnh đâu. May là bây giờ Dương Thần chỉ nghĩ đến ngự tỷ tất đen của hệ thống. Những phụ nữ khác đều không được cậu ấy tin tưởng. Nếu không cậu thật sự không trụ nổi mấy lời dân đãng của cô ta. Đô Gia, để Lệ Dĩnh cùng anh đi lái thử xe nhé. Có vấn đề gì lát nữa chúng ta sẽ từ từ nói. Trần Viên Viên ở một bên rất tủi thân, người vốn ngồi ghế lái phụ phải là cô ta mới đúng. Rất na phâu ra thần lái một vòng rồi quay trở về. Lúc này, một đám người tụ tập trước Sâu Dung Bồ Nê Si. Ê đo, ông chủ Trương à? Đám người đến đối phó với tôi đây à? Cũng nhiều đấy nhỉ? Chàng trai, cậu đừng hiểu lầm, bọn họ đến đón tôi đấy. Cậu thử xe xong chưa? Mau đi làm thủ tục đi. Ông chủ Trương cũng nghĩ xong rồi, nếu Dương Thần thật sự mua chiếc xe này, có nghĩa là cậu ấy giàu thật. Chuyện hôm nay bỏ qua hết. Nếu Dương Thần không mua chiếc xe này, dù xuất thân của cậu là gì, đều phải bị dạy một bài học. Đô Gia, anh cảm thấy thế nào? Có hài lòng không? Tôi thấy rất tốt. Làm thủ tục đi. Chiếc này nhé. Vâng, được ạ. Vậy anh về Sâu Dung với tôi nhé, chúng ta sẽ ký hợp đồng. Xe mới phải đăng ký. Dương Thần lượn mấy vòng rồi đến văn phòng quản lý xe. Nhìn kìa, đây là chiếc xe Kali Nân của đại gia nào vậy nhỉ? Kali Nân là hãng xe gì thế? Sao em chưa từng nghe nhỉ? Đắt lắm không? Có đắt như con mạch của chúng ta không? Hãng dâu đến do Si đó, không đắt đâu. Khá đắt thôi. Nếu chiếc xe này là xe hàng đầu, mua đất cũng phải hơn 800 vạn. Quân tử, xe đó có phải là Dương Thần không? Ha ha, đó không phải là Dương Thần thì là ai được?
Buổi sáng còn đi xe điện so đo với tài xế Zep. Sao bây giờ lại đến đây rồi? Chẳng lẽ bị kích động nên cũng mua một chiếc xe rồi sao? Này Dương Thần à, cũng trùng hợp quá nhỉ. Cậu cũng đến đăng ký xe à? Lý Quân, Vương Huệ à? Hơ hơ, đôi cậu nam nữ. Dương Thần, cậu ăn nói kiểu gì thế? Cứ nói thế đấy. Nếu cô không muốn nghe, thì có thể bịt tai lại. Hơ hơ, cậu vẫn còn tức giận vì chuyện đó à? Cũng hơn một năm rồi. Đủ rồi, cần quên cũng nên quên được rồi. Lúc thực tập năm 4, công ty chỉ có 2 vị trí. Lý Quân vì để được cùng Vương Huệ ở lại, Vương Huệ quyến rũ Dương Thần, dẫn đến việc Dương Thần bị loại. Nghe nói sau đó cậu vào công ty cho vay, tên là gì nhỉ? Thịnh Kim phải không? Thịnh Kim hình như vừa bị đóng cửa, nghe nói dính dáng chuyện phạm tội, thậm chí còn liên quan đến mạng người. Xem ra lần này Thịnh Kim phải đóng cửa rồi. Vậy sao? Đáng sợ thế thế à? Dương Thần à, cậu nói xem có phải như vậy không? Các người có thấy phiền không? Tên gì mà tên? Sợ người khác không biết đôi cậu nam nữ này à? Cậu nói kiểu gì thế? Cậu còn nói thế nữa, tôi sẽ báo cảnh sát. Báo đi, lúc đó tôi không nên ảo tưởng, thỏa hiệp với cô để ở lại. Tôi nên từ chối yêu cầu của công ty, quyết báo cảnh sát xử lý mới đúng. Haha, may là lúc đó cậu không báo cảnh sát. Nếu không cậu sẽ chứng minh mình vô tội thế nào? Chúng tôi có nhân chứng vật chứng cả đấy. Dương Thần liếc nhìn Lý Quân một cái, rồi quay người rời đi. Hai người đang làm cái gì thế? Ây do, cậu vẫn chưa đi à? Cho cậu xem con xế của tôi này, thế nào, được không? Kalinan này là của cậu đấy á? Ồ, tôi còn tưởng cậu định nói chiếc Kalinan này là của cậu chứ. Đúng là mắc ói, không được cái nước gì, tôi tự mua được con mạch rồi đấy. Xe của cậu đâu? Để tôi xem xe cậu mua là xe hãng gì. Chính là con xe này, cậu có đi không? Không đi thì tránh ra, đừng cản đường tôi phải đi đây. Cậu nổ cái gì? Công ty của cậu đóng cửa, cũng mất việc rồi. Cậu có nhiều tiền như vậy để mua loại xe này sao? Lý Quân, anh chắc chắn không nhìn nhầm chiếc xe này là hãng gì chứ? Anh có chắc có thể mua 20 chiếc xe như xe chúng ta không? Sao anh có thể nhìn nhầm tượng vàng này chứ? Sao cậu ta đột nhiên lại giàu thế? Cậu ta sẽ trả thù chúng ta chứ? Chắc là không đâu. Anh chỉ nói châm chọc mấy câu thôi mà. Không đến mức cậu ta phải trả thù anh chứ. Rất nhanh, họ đến bãi đỗ xe bên dưới công ty. Vương Huệ vừa xuống xe, đã nhìn thấy Kalinan đỗ cách đó không xa. Anh nhìn cái xe đó, có phải giống hệt chiếc xe của Dương Thần không? Biển số xe kinh anh, 52G13, chính xác đó là số mà Dương Thần đã chọn. Sao xe của cậu ta lại đỗ ở đây? Đến xin việc hay gì nhỉ? Em điên à, cậu ta lái một chiếc xe đắt tiền thế này. Còn đến đây xin việc sao? Vậy cậu ta đến đây làm gì? Lý Quân, cậu và Vương Huệ đã về chưa? Về rồi, đang ở dưới tầng rồi. Lên ngay bây giờ đây. Được rồi, cậu về nhanh đi. Có người bạn cũ trở về đây thăm hai người. Hỏng rồi, Dương Thần đến công ty rồi. Mô tổng gọi điện bảo chúng ta mau về công ty. Chắc hắn cậu ta trở lại để trả thù. Vậy phải làm sao đây? Cậu ta đã lái Kalinan rồi, chắc chắn là phất lên nhiều rồi. Mô tổng lại là một người ham lợi. Cậu ta tùy tiện cho Mô tổng chút lợi ích, Mô tổng chắc chắn sẽ đuổi chúng ta đi. Huệ Huệ à, chuyện đến nước này, hai ta có thể giữ một chỗ đã là tốt lắm rồi. Nếu là em chịu hết về mình đi. Anh là đàn ông, anh không thể mất việc được, anh sẽ kiếm tiền nuôi em. Được, đi thôi, đừng để họ chờ lâu, họ lại có cớ để chất vấn chúng ta. Hơ hơ, hai người cuối cùng cũng về rồi à? Dương Thần à không? Dương Tổng, tôi xin lỗi anh vì những chuyện trước đây. Bạn có đầu nợ có chủ, anh muốn báo thù tìm Lý Quân, đừng tìm tôi đấy. Em phát điên cái gì vậy? Chúng ta vừa nói gì chứ? May nhờ anh nói ra, anh vì ở lại mà bảo tôi đổ oan Dương Thần, tôi cũng làm theo rồi, bây giờ anh vì muốn ở lại lại bắt tôi chịu hết. Anh là đàn ông, anh không thể không có việc làm, em là phụ nữ, em không có việc làm cũng không sao mà. Vậy thì đơn giản, chúng ta chia tay thì anh không phải nuôi gia đình nữa. Dương Thần ở bên cạnh thích thú xem kịch. Được rồi, sự thật hóa ra là như vậy, bị hai người lừa thảm thật, lại đuổi Dương Thần đi, lại đi dư hai kẻ tạp nham có ý đồ xấu. Mô Tổng, tôi cũng bị Lý Quân lừa. Anh đừng đuổi tôi đi nhé. Muốn đuổi thì đuổi Lý Quân, anh ta mới là chủ mưu. Cô không cần phải nói với tôi bán công ty cho Dương Tổng rồi, nói với cậu ấy đi.
Dương Tổng, vậy tôi đi trước nhé. Cậu giải quyết việc nhà đi, tôi không tham gia nữa. Mô Tổng, công ty kiếm tiền nhiều tiền như vậy, sao anh lại bán đi chứ? Đúng là kiếm được thật, nhưng mà chậm quá. Dương Tổng ra giá 250 triệu tôi tệ. Chắc chắn là bán rồi. Tôi cũng không còn trẻ nữa, cầm số tiền này hưởng thụ cuộc sống là đủ. Hai người đừng căng thẳng như thế. Tôi là người công tư phân minh mà. Thế này đi, tôi cho hai người cơ hội cạnh tranh công bằng. Thời hạn là 1 tháng. Dưới tiền đề hoàn thành nhiệm vụ công việc, ai làm tốt người đó sẽ được ở lại. Có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì. Ừ, hai người đi làm việc đi. Buổi tối Dương Thần đang lo lắng về việc tối nay ăn gì. Trần Ngọc Kỳ đã gửi tin nhắn cho cậu. Buổi tối có rảnh không? Tôi muốn mời cậu ăn cơm, có được không? Được thôi, gặp nhau ở chỗ nào vậy? Nhà cậu ở đâu? Tôi gọi đồ ăn ngoài mang về nhà anh ăn. Không được, tôi với cô không thân gì, không đưa cô về nhà được. Cô nói nhà hàng nào đi, chúng ta gặp nhau ở đó nhé. Tôi đang ở bên nước Đạt Tô La Sơ, cậu đến tìm tôi nhé. Trần Ngọc Kỳ đang đợi ở bên đường, một chiếc Lamborghini dừng lại trước mặt cô ấy. Trần Ngọc Kỳ, trùng hợp thật, lâu rồi không gặp nhỉ. Trần Ngọc Kỳ ngước lên nhìn, là Vương Hạc, bạn cấp 3 từng theo đuổi cô. Vương Hạc à, lâu rồi không gặp. Không hổ là nữ thần mà mình hằng mong ước, bây giờ còn đẹp hơn lúc trước nữa. Cậu đang đợi xe à? Cậu đi đâu? Tớ đưa cậu đi nhé. Cảm ơn, tôi đã có người mình thích rồi, anh ấy sẽ đến đón tôi sớm thôi. Cậu cứ đi đi, đừng để bị anh ấy hiểu lầm. Chúc mừng nhé, nhưng mà này, tôi vẫn muốn xem thử cậu thích kiểu đàn ông như thế nào, tôi thực sự rất tò mò. Cậu đừng như thế, lát nữa anh ấy nhìn thấy sẽ hiểu lầm đấy. Trong lúc hai người nói chuyện, Dương Thần lái con xe điện đến nơi. Trần Ngọc Kỳ, cô gặp bạn cô à? Cậu ấy là bạn cấp 3 của tôi, trước đây từng theo đuổi tôi, nhưng bị tôi từ chối rồi. Cậu ấy đi qua đây, nhìn thấy tôi nên dừng lại nói chuyện với tôi mấy câu thôi. Nói vậy thì, có muốn ăn cùng nhau không? Không cần, chúng ta đi ăn thôi. Vương Hạc, chúng tôi đi nhé, tạm biệt. Vương Hạc tưởng người Trần Ngọc Kỳ thích phải là một anh đẹp trai nhiều tiền mới đúng. Một tên khổ rách đi xe điện là cái quái gì chứ? Vậy cô bám chắc nhé, tôi lái xe đây. À đu, sao mình cảm thấy cô ấy dính cậu ta nhỉ? Cô ấy nghĩ sao vậy? Sao lại bám lấy cái tên nó chứ? Anh bạn, kết bạn WeChat đi, sau này rảnh cùng đi chơi nhé. Không mang điện thoại theo. Đúng lúc này, điện thoại của Dương Thần đổ chuông. Dương Thần dừng xe lại, lấy điện thoại ra xem, là Cao Bằng gọi tới. Anh Lô, Đại Bằng mất tiền có quyền gáy trước. Không có gì, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi. Tôi sẽ cố tìm cách trả lại tiền, cậu nói với chú một câu nhé. Không vội, chúng tôi tạm thời cũng không cần gấp, cậu cứ dùng trước đi. Được, cảm ơn anh em. Đợi mẹ Tiểu Quyên phẫu thuật xong, tôi mời cậu uống rượu nhé. Mấy nay tôi không có thời gian, phải chăm sóc bên này. Đợi xong việc chúng ta làm một chầu nhé. Điện thoại này không dùng WeChat được. Xin lỗi nhé. Mẹ nó, điện thoại cậu ta rõ ràng là Huawei P50 lại không dùng WeChat được. Mẹ kiếp đúng là không biết điều. Còn không biết cảm kích. Ông đây ghim rồi, cứ đợi đấy. Tôi tìm cửa đối phó cậu ta, đã là nể mặt lắm rồi. Người nào cũng muốn kết bạn WeChat. Muốn cái đầu gối ấy. Ngồi tự nhiên đi, nhà vệ sinh bên đó, rửa tay đã rồi ăn. Trần Ngọc Kỳ gật gật đầu, đi vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại. Cô nhìn đồ trong đây một lượt, tất cả đều là đồ của đàn ông. Cô không khỏi lộ ra nụ cười, điều này cho thấy Dương Thần hoàn toàn độc thân. Nào, là một chai trước đã. Tôi ít khi uống rượu, gần như chưa từng uống, tôi không biết tửu lượng của mình. Có thể uống được rất nhiều, cũng có thể một ngụm là sập, tôi không thể uống say được đâu. Yên tâm đi, cô uống say cũng rất an toàn mà, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Chỗ tôi có 2 phòng, nếu say thì cứ ngủ trong phòng nhỏ. Đợi tôi uống xong sẽ nói với anh. Uống từ từ thôi, không ai cướp với cô đâu. Ai đợi lại uống rượu như cô chứ? Không phải là cô uống rượu, muốn tự chuốc say mình chứ? Cậu nói không sai, tôi đúng là muốn chuốc say bản thân mình. Tại sao vậy? Chẳng lẽ vì đại ca số 1 hẹn gặp cô, nhưng cô lại không muốn đi sao? Tôi đã nói rất rõ ràng khi phát trực tiếp rồi, tôi sẽ không gặp anh ta. Kể cũng lạ, anh ta chỉ tặng quà cho tôi mà không đưa ra yêu cầu nào cả, hơn nữa còn cài đặt chặn tin nhắn riêng từ nữa. Cậu nói xem anh ta muốn làm gì? Có thể người ta đơn giản là muốn tặng quà, không có nghĩ ý gì khác. Không phải ai cũng bẩn thỉu như vậy đâu, tặng chút quà tặng liền muốn ngủ cùng nữ Sitter Jim.
Được rồi, không uống nữa. Rốt cuộc cô đã gặp phải chuyện gì? Bây giờ có thể nói rồi chứ? Tôi sắp đính hôn rồi. Với ai thế? Cao Lực. À, Phú Nhị Đại tỏ tình với cô hôm trước đó à? Hắn làm màn tỏ tình hoành tráng vậy mà cô không chấp nhận. Sao giờ lại quay xe đính hôn với hắn chứ? Nhà tôi làm kinh doanh phá rỡ. Công ty nhà tôi gần như hoàn toàn dựa vào họ để kinh doanh, mới có thể tồn tại được. Tôi khó chịu khi cả nhà cố khuyên tôi chấp nhận Cao Lực, nhưng mà lại ngại tỏ thái độ. Càng không nỡ nhìn dáng vẻ bố mỗi đêm không ngủ được cứ ngồi uống rượu trong phòng khách. Cậu có muốn tôi không? Cậu xem tôi có xinh đẹp không? Đẹp thì có đẹp, nhưng mà không có tình cảm làm nền tảng. Vậy khác gì gái ngành chứ? Không đúng, nghĩ sao vậy chứ? Làm gì có cái bánh nào từ trên trời rơi xuống, là mỹ nhân kế. Chắc chắn là mỹ nhân kế. Dương Thần nhanh chóng chạy ra mở cửa, ngó đầu ra ngoài xem thử, nhưng không thấy ai đứng canh ở bên ngoài. Cậu đang tìm gì vậy? Xem thử bên ngoài có ai mai phục không? Tôi thấy cô giống đang dùng mỹ nhân kế. Tôi đang nghiêm túc đấy. Tôi muốn trao tặng thứ quý giá nhất cho chàng trai mà tôi thích. Tôi nói thật lòng đấy, có trời đất chứng giám. Thôi nào, cô thật sự thích tôi sao? Nụ hôn đầu của tôi cho cậu rồi, cậu nói thử xem. Không phải cô muốn đuổi Cao Lực đi mới làm vậy sao? Cũng phải thật lòng muốn hôn tôi. Nhưng sau khi hôn anh, em đã không quên được anh. Lúc em thấy anh đáng ghét, nhưng lại không nhịn được mà nhớ anh. Em đã biết mình xong đời rồi, trái tim được giữ gìn 23 năm nay đã hỏng mất rồi. Mặc dù tôi không phải chính nhân quân tử, nhưng cũng không thể làm chuyện mù mà không có tình cảm được. Em gạt hết liêm sỉ của người con gái, chủ động răng đến cửa mà anh không còn sao? Có ý đồ với cơ thể anh à? Cũng may bây giờ anh chỉ có ý với Ngự Tỷ thôi, nếu không có thể cô đã được như ý rồi. Không uống nữa, tôi đi ngủ đây. Phòng nhỏ dành cho cô tự dọn giường đi nhé. Tôi đi ngủ trước đây. Con phải dọn giường sao? Phiền quá đi. Lưu manh thối, tối qua cho anh mà anh không chịu. Bây giờ lại lợi dụng trắng trợn chứ gì. Quên đi, vốn gì cũng định cho anh mà. Anh cứ làm những gì anh muốn đi. Tiếng sấm âm ý trong mơ khiến Dương Thần mở mắt ra. Khi cậu ta thấy hành vi cầm thú của mình, liền sợ hãi đến mức muốn phóng đi ngay. Mẹ nó, không phải là sấm sét, là nhịp tim của Trần Ngọc Kỳ đấy. Trần Ngọc Kỳ, dậy ăn cơm mau lên. Mù Trương thấy vẫn không thèm dậy, cô không cần đi làm nữa à? Tối qua anh có làm gì em không đấy? Tôi xé ngoác cần câu, tôi có thể làm gì cô chứ? Trần Ngọc Kỳ vừa mới thức dậy, Trần Hổ, bố cô đã điện thoại tới. Anh Lô, Kỳ Kỳ, tối qua con đi đâu đấy? Sao giờ vẫn chưa về? Con đang ở nhà Lan Lan, không phải con nói với mẹ rồi sao? Vừa nay bố đến công ty, thấy Lan Lan và bạn trai vừa ra khỏi khách sạn, con có chắc chắn là con đi cùng con bé không? À, phải rồi, tối qua bọn con uống hơi nhiều nên không về nhà. Bọn con thuê hai phòng, tôi ngủ phòng con, họ ngủ phòng họ. Con vừa mới ngủ dậy, lát nữa con về. Thế á, bố chưa từng thấy con uống rượu, tối qua con uống rượu, bố đợi con ở cổng khách sạn, con ra ngay đi. Cái đó. Không diễn nữa hả? Rốt cuộc con đang ở đâu? Con đang ở chỗ một người bạn. Con sẽ về nhà ngay. Bố đi làm đi ạ. Em về nhà đây. Giữ bàn chải đánh răng cho em. Lần sau qua đây còn dùng được. Đi chậm thôi. Chú ý an toàn đấy. Phát hiện bố của chủ nhân vừa mở tài khoản chứng khoán. Hệ thống thưởng chủ nhân kỹ năng giao dịch cổ phiếu. Cứ mua là tăng. Có hiệu lực ngay. Ông già đã chắt bóp tiết kiệm cả đời. Lúc này lại nhờ đến mua bán cổ phiếu rồi. Không phải bị gì Trần thúc giục đấy chứ. Con trai à, vừa rồi thôn gọi điện nói quê nhà sắp giải phóng mặt bằng, bảo bố quay về tìm hiểu tình hình. Bố đang đi làm không đi được, con về đó xem thử đi. À, được ạ. Vậy con đi đi, tôi đang bận lắm. Tắt đây, chuyện con có thể quyết định được thì tự quyết định nhé. Chuyện không quyết định được thì gọi điện cho bố bàn bạc. Vâng, con biết rồi. Dương Thần lái xe về đến quê. Lúc này, có mấy chiếc xe dừng trước cửa nhà Dương Thần. Một nhóm người đang nhìn cổng và sân nhà cậu ấy. Còn thấy cả người quen nữa, chính là tên Cao Lực ép Trần Ngọc Kỳ lấy hắn ta. Thằng nhóc này sao lại đến đây? Đây là nhà tôi, anh hỏi làm cái gì? Mấy người ở cổng nhà tôi làm gì? Đột nhập vào nhà riêng là phạm pháp đấy. Đây là nhà cậu à? Mẹ kiếp, đúng là trùng hợp thật. Sao thế kia? Trả con xe Bugatti Veyron rồi, lại thuê một chiếc Cullinan lái ra ngoài làm màu à? May mà tôi biết được từ bạn bè, cậu là nhân viên cho vay, nếu không tôi còn bị cậu lừa tiếp. Nói cậu biết một tin tốt, nhà họ Trần đã đồng ý cho tôi lấy Trần Ngọc Kỳ rồi. Rất nhanh cô ấy sẽ là của tôi.
Cậu đã hôn cô ấy 2 lần, tôi còn nhớ rõ. Chuyện đó tôi không thể nào bỏ qua được. Anh nghe ai nói tôi là một nhân viên cho vay tiền vậy? Là tôi nói đấy, cậu không quen tôi, nhưng tôi lại biết cậu đấy. Tôi là Trương Dương, em trai Trương Hải. Vậy là các người tìm đến nhà tôi để trả thù sao? Không phải, tôi không biết đây là nhà cậu. Nhưng bây giờ biết rồi cũng không muộn. Chỉ cần cậu thức thời bán nhà cho chúng tôi sẽ tha cho cậu. Các người nghĩ nhiều quá, nhà ở nông thôn không thể mua bán được. Chuyện này quá đơn giản, chỉ cần cậu ký bán cho tôi sẽ lo hết phần còn lại. Nếu cậu bán nhà cho tôi sẽ mời cậu tham dự lễ đính hôn của tôi và Trần Ngọc Kỳ. Thế nào? Nằm mơ giữa ban ngày đó à, tôi cảnh báo các người. Chỗ các người đứng đều thuộc phạm vi nhà tôi. Nếu còn không cút đi, tôi đuổi đi bây giờ. Mẹ kiếp, lãng mạn vậy sao? Các anh em, cậu ta nói vậy rồi, chúng ta phải đáp ứng thôi. Nào, lên xử cậu ta đi. Chờ đã, ý đông hiếp yếu chẳng ra làm sao cả. Quy tắc giang hồ một đối một, có dám không? Lên đi, hôm nay tôi sẽ chơi với cậu. Cậu biết cả đời này tôi ghét nhất loại người nào không? Chỉ là người thích làm màu. Chi tiền thuê xe để làm màu đã vô lý rồi. Cậu vẫn còn dám làm màu trước mặt tôi ư? Cậu có biết tôi là ai không? Tôi không biết, tôi cũng không cần thiết phải biết. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Muốn đánh thì đánh đi. Được, hôm nay ông đấy sẽ cho cậu nếm thử sự lợi hại của quyền anh Thái Lan đích thực. Hừ, đây chính là quyền anh Thái Lan đích thực đó ư? Cũng chẳng ra làm sao cả. Đây là đả thủ số 1 mà cậu nói sao? Tôi không lừa cậu, Trần Lực thật sự là đả thủ giỏi nhất của tôi. Không nói cái khác, cậu ta có thể dễ dàng giải quyết 10 mấy người vẫn được. Hôm nay không biết làm sao, sao lại bị hạ gục dễ dàng như vậy chứ? Nếu người của cậu đều là loại người này, vậy thì tôi không thể hợp tác với các cậu được. Đừng vội, đừng vội. Để tôi lên xem chuyện gì xảy ra. Cậu làm cái gì thế? Diễn với tôi à? Đừng nói nữa, mau gọi xe cứu thương đến đây cho tôi đi. Tôi cảm thấy xương sườn mình bị gãy mấy cái rồi. Xương sườn của Trần Lực bị đánh gãy rồi, mau gọi xe cứu thương. Nhanh chóng đưa vào bệnh viện điều trị đi. Cậu đùa tôi đấy à? Dương Thần chỉ đánh vài cái như vậy mà xương sườn của cậu ta liền bị gãy sao? Là thật đấy, tôi sờ thấy rồi, gã này là một cao thủ. Mẹ nó, giả heo ăn thịt hổ chứ. Rõ ràng là người của cậu quá rác rưởi. Cậu nói cái gì mà giả heo ăn thịt hổ chứ? Tôi thấy chúng ta không cần phải tiếp tục hợp tác nữa. Cậu vẫn nên làm nghề cho vay nặng lãi của cậu đi. Các cậu không xứng làm người đàng hoàng. Chúng tôi vội đưa Trần Lực đến bệnh viện, nên hôm nay tha cho cậu. Hôm khác rảnh rỗi chúng tôi chắc chắn sẽ đến thanh toán nốt vụ này với cậu. Trương Dương, mẹ nó, cậu không lấy lại được thể diện cho tôi, thì cậu đừng có hợp tác với chúng tôi nữa. Không có cửa đâu. Cậu cao yên tâm, đợi một ngày tôi chặn được Dương Thần, tôi sẽ gọi cậu đến, cùng nhau thưởng thức cách anh em hành hạ cậu ta. Mẹ nó, cậu nói được phải làm được đấy. Lát nữa đi ăn cơm với tôi, cho bố của Trần Ngọc Kỳ ít cảm giác khủng hoảng. Nếu ông ta không mau gả con gái tôi sẽ cho các cậu thay thế họ. Không vấn đề, nhưng mà có chúng tôi làm là được rồi, không cần bọn họ nữa. Vậy không được, ông ta gả con gái tôi, ông ta chính là bố vợ tôi, việc làm ăn nên cho vẫn phải cho chứ. Cậu cứ yên tâm đi, công việc của công ty chúng tôi đủ cho cậu làm. Còn có chú hai tôi làm phó tổng trên thành phố còn nhiều việc lắm, với quy mô hiện tại của cậu, cậu không thể làm hết được đâu. Cảm ơn cậu Cao, cậu yên tâm, cứ giao Dương Thần cho tôi sẽ khiến cậu ta hối hận vì đắc tội với cậu. Lúc chập tối, Dương Thần về đến nhà, lúc này bố và dì Trần ở trong bếp, vui vẻ nấu ăn. Sao con lại về đây rồi? Ý của bố là, sau này con về nhà phải chào hỏi bố một câu sao? Tất nhiên rồi, để mọi người đỡ xấu hổ chứ. Con về nhà mình thì xấu hổ cái gì? Cậu độc thân như con không hiểu được đâu. Mau tìm đối tượng đi, bố đang chờ bế cháu đây này. Bố không giữ con ở ăn cơm đâu, bố và dì Trần không nấu phần của con. Thân tử, đừng nghe bố con nói nhảm, không phải chỉ cần lấy thêm một đôi đũa sao? Ở lại ăn cơm đi. Không cho nó ăn cơm, nó có bản lĩnh thì đi hẹn bạn nữ, đồng nghiệp nữ đi ăn cơm đi. Lão Dương, cứ vậy sớm muộn gì bố cũng đánh mất con trai thôi. Trước khi đánh mất, cho bố ôm cháu được không? Lão Dương, việc này không thể vội được. Hôn nhân tùy vào duyên phận nữa, anh không thể giúp thằng bé như vậy. Lỡ như thằng bé tìm vừa một đứa về, thằng bé sống không tốt, anh cũng buồn theo đấy. Anh hiểu nó quá rồi, nếu em không ép nó hoặc cố tình chế nhạo nó sẽ chỉ cợt nhả thôi. Em phải ép nó một lần, khơi dậy ý chí chiến đấu, nó mới cố gắng làm tốt công việc. Con trai của anh hiểu rõ nhất. Đúng lúc này, có người gõ cửa.
Dương Thần đứng dậy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, Trần Ngọc Kỳ liền nhào vào lòng cậu ấy. Còn em đi, coi như tôi cầu xin anh, được chứ? Gia đình vẫn ép cô lấy cao lực sao? Đúng vậy, hôm nay đã bắt đầu gửi thiệp mời rồi. Chủ nhật 7 giờ tối, sẽ làm lễ đính hôn tại nhà hàng Minh Nguyệt. Tôi nghèo lắm. Xe sang là tôi thuê về làm máu đấy. Căn nhà này cũng là thuê. Tôi vừa mới thất nghiệp, bây giờ không có công việc nữa. Cô chắc chắn thích tôi chứ? Em đồng ý, cho dù anh là kẻ nghèo khổ, cũng không ảnh hưởng đến việc em thích anh. Để tôi suy nghĩ chút. Được, trước 8 giờ tối chủ nhật, anh đều có thể đưa em đi. Em về trước đây, anh nghỉ ngơi đi. Sau khi Trần Ngọc Kỳ đi, Dương Thần gọi điện thoại cho người bạn chí cốt cao bằng anh Lô. Đến nhà tôi uống rượu đi, nhanh lên. Có chuyện gì vậy ba? Đến rồi nói. Ông kê luôn, anh đến ngay bây giờ. Chuyện gì thế? Anh em phân tích cho cậu ngay. Cô gái cậu gặp hôm trước. Cậu nghĩ cô ấy có khả năng thích tôi không? Có khả năng chứ. Anh em tôi vừa đẹp trai, vóc dáng lại tốt. Nói chung là 10 điểm không có nhưng Trần Ngọc Kỳ thích cậu không phải chuyện rất bình thường sao? Chuyện này nói thế nào nhỉ? Chúng tôi mới quen nhau vài ngày. Nhà cô ấy đang ép cô ấy lấy phú nhị đại cô ấy không thích. Nên tôi nghi cô ấy đang tìm người để giúp cô ấy thoát khỏi phú nhị đại. Mà không thực sự thích tôi. Hiểu rồi. Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó. Cậu nghĩ xem cậu với Trần Sảo Vân nhiều năm như vậy, cậu lại đặt hết tình cảm vào đó. Cho nên, trước mắt sống tốt là được rồi, không ai có thể đoán trước được tương lai. Cậu cứ làm theo cảm giác đi. Dương Thần gật gật đầu, cụng một ly với Cao Bằng. Bất chí bất giác. Hai người uống đến mức không ngẩng đầu lên được. Hôm sau Dương Thần đến công ty như thường lệ, cậu mở phần mềm giao dịch ra bắt đầu nghiên cứu cổ phiếu. Vừa nghiên cứu không bao lâu, hệ thống bất ngờ phát nhắc nhở. Phát hiện bố của chủ nhân mua một căn nhà, đã thanh toán trước 60%. Hệ thống thưởng cho chủ nhân 60% cổ phần của tập đoàn bất động sản Hải Thanh. Phần thưởng lập tức có hiệu lực, các giấy tờ chứng minh chuyển nhượng cổ phần. Lát nữa sẽ được anh trai chạy vặt giao tới, xin chú ý kiểm tra. Bố vậy mà lại lén đi mua nhà. Muốn cùng gì Trần xây tổ ấm tình yêu đây mà. Dương Thần đang đau đầu, nghĩ cách lấy đất ở quê nhà để phát triển theo ý của mình. Giờ hệ thống thưởng cho cậu công ty bất động sản, tập đoàn của nhà Cao Lực, cố tình hạ tiêu chuẩn bồi thường. Chỉ cần giá của bất động sản Hải Thành cao hơn, dân làng sẽ có đủ lý do yêu cầu chính phủ giao đất cho Hải Thành giải phóng mặt bằng, mà sẽ không giao cho bên của Cao Lực. Sau đó Dương Thần đưa thư ký Ngô Mẫn lên xe, đi đến tập đoàn bất động sản Hải Thành. Dương Tổng, anh đến tập đoàn bất động sản Hải Thành để nghiên cứu sao? Không phải, tôi vừa thu mua lại 60% cổ phần của Hải Thành, tôi phải đến đó kiểm tra. À, anh thu mua lại 60% cổ phần của tập đoàn bất động sản Hải Thành. Dựa theo định giá hiện tại của Hải Thành, anh phải chi ít nhất 2 tỷ mới mua được nhiều cổ phần như vậy nhỉ? 2,85 tỷ. Trời ơi, Dương Tổng mua nhiều giá kịch sàn như vậy sao? Tôi hiểu rồi, anh nghĩ bất động sản đó có tiềm năng ra mắt đúng chứ? Cho nên mua giá kịch sàn, cho ra mắt công chúng rút về nhiều tiền, đúng chứ? Tôi không có ý định rút tiền. Chắc chắn sẽ luôn giữ như vậy. Sau đó, sẽ mua thêm cổ phần của các cổ đông khác, phân đấu tỷ lệ sở hữu cổ phần đạt 67%. Sau này công ty chỉ mình tôi quyết định về việc ra mắt hay không. Thực ra tôi không có ý tưởng đặc biệt, chỉ cần công ty ổn định lợi nhuận là được. Dương Tổng, chào cậu. Chào mừng cậu đến công ty kiểm tra. Tôi là Ngô Vân Kỳ, hiện là chủ tịch của tập đoàn bất động sản Hải Thành. Xin chào chủ tịch Ngô, bây giờ tôi đi chuẩn bị một chút nhé. Lát nữa sẽ họp hội đồng quản trị lắng nghe chỉ dạy của Dương Tổng. Sau đó, Dương Thần nói về việc giải phóng mặt bằng ở thôn. Chúng ta chỉ cần bồi thường cho người dân theo tiêu chuẩn pháp lý bình thường. Lực Cao Lạc sẽ không thể cạnh tranh lại. Nếu chúng ta tăng thêm một chút nữa, Lực Cao Lạc hoàn toàn không thể theo được. Mọi người cho ý kiến đi. Vẫn là Dương Tổng có mắt nhìn. Tôi thấy dự án này có thể làm được. Tôi cũng đồng ý với dự án này. Cảm ơn mọi người hợp tác. Mọi người làm việc đi. Chủ tịch Ngô bảo bên tài chính mang báo cáo tài chính của công ty 3 năm qua cho tôi xem. Còn nữa, mang báo cáo tình hình kinh doanh hiện tại cho tôi xem nữa. Ngoài ra, bây giờ anh bắt tay vào làm hai dự thảo tôi vừa đề xuất nhé. Được, Dương Tổng, đến văn phòng tôi đi. Tôi bảo bọn họ mang báo cáo cho cậu xem. Sau đó tôi sẽ đi làm nhiệm vụ cậu giao ngay. Lúc này, Trần Ngọc Kỳ đang rất khổ sở. Cô nghĩ Dương Thần có đưa cô bỏ trốn hay không? Nếu Dương Thần không đồng ý, cô sẽ phải làm sao? Lúc này, Trần Liên Hùng, bố Trần Ngọc Kỳ đang chuẩn bị ra ngoài. Thư ký lại gọi điện thoại cho ông ta. Anh Lô. Trần Tổng, vừa rồi giám đốc bất động sản Hải Thành gọi điện đến, nói bên họ muốn hợp tác với chúng ta. Sau này công việc giải phóng mặt bằng bên họ giao cho chúng ta làm. Thật hay giả vậy? Không phải trò đùa đấy chứ? Có thật là tập đoàn bất động sản Hải Thành không?
Đúng thế, tôi đã kiểm tra số điện thoại rồi. Anh ấy nói nếu chúng ta hứng thú, ông có thể đến trụ sở bất động sản Hải Thành, nói chuyện trực tiếp với Dương Tổng, chủ mới của họ. Ha ha, được, được. Cô gọi lại cho họ, cứ nói tôi sẽ đến đó ngay. Bố, có chuyện gì vậy? Sao bố vui thế? Vừa rồi thư ký gọi điện nói, bên bất động sản Hải Thành gọi đến đây, nói muốn hợp tác. Bây giờ bố đi nói chuyện với ông chủ mới của họ. Chỉ cần hợp tác với tập đoàn bất động sản Hải Thành, ít nhất cũng đảm bảo công ty chúng ta hoạt động ổn định, không có vấn đề gì nữa. Bố, con phải hợp tác với bất động sản Hải Thành rồi, con sẽ không phải lấy cao lực không? Ít nhất không cần phải ép con lấy cậu ta. Con muốn lấy thì lấy, không muốn thì không lấy. Nhưng chúng ta đã gửi thiệp mời hết rồi. Nếu như bất ngờ đổi ý cũng không được. Bố đến đó xem trước đã, xác nhận xong rồi nói sau. Con đi với bố. Con có phải quỳ xuống cũng phải ký được hợp đồng. Chủ tịch Ngô, cảm ơn cậu rất nhiều. Lời mời hợp tác này của cậu, đúng là đã cứu mạng chúng tôi. Ha ha, Trần Tổng không cần khách sáo với tôi như vậy. Bây giờ tôi không phải tôi quyết định. Là ông chủ mới của chúng tôi yêu cầu hợp tác với các ông. Cậu ấy đang xem báo cáo. Lát nữa sẽ đến gặp hai người. À, được rồi, được rồi. Công ty các cậu đổi chủ mới rồi à? Đúng vậy, Dương Tổng vừa thu mua lại 60% cổ phần của công ty chúng tôi. Bây giờ là cổ đông lớn. Vị trí này của tôi có thể làm tiếp hay không? Phải do anh ấy quyết định. Anh ấy nói muốn hợp tác. Tôi chắc chắn sẽ nhanh chóng làm theo. Ồ, hóa ra là vậy. Chẳng lẽ Dương Tổng này quen chúng ta? Trần Tổng, hai người quen nhau chứ? Không cần tôi giới thiệu nữa nhỉ? Thật ngại quá. Tôi thật sự không biết Dương Tổng. Dương Tổng, chào cậu. Tôi tên là Trần Liên Hùng. Con có quen anh ấy? Hả? Kỳ kỳ, con quen Dương Tổng sao? Trần Tổng nuôi con gái khéo thật. Có cô con gái như vậy ông còn sợ không có việc làm sao? Nhưng tôi chưa từng gặp Dương Tổng. Cũng không biết hai đứa nó đang hẹn hò. Khóc cái gì thế? Con nên vui vẻ mới đúng chứ. Chúng ta không cần bỏ trốn nữa. Anh phải trả giá đắt thật đấy. Anh đã phải tốn bao nhiêu tiền? Tìm vợ có bao giờ không tốn tiền chứ? Làm như nhặt vợ về không bằng. Trần Tổng, quà gặp mặt này của tôi cũng được. Xin lẽ sau này cần bao nhiêu vậy? Ít chút nhé. Nhiều quá tôi không cho nổi đâu. Dương Tổng, món quà gặp mặt này đắt quá. Tôi rất hài lòng. Còn về xính lễ? Vậy cứ theo tình hình của Hải Thành chúng tôi là được rồi. Tôi không muốn lấy của cậu nhiều, cậu cũng đừng cố ý ép giá đấy. Nếu đã chọn Dương Thần làm con rể tương lai, Trần Liên Hùng lập tức gọi điện cho Cao Lạc, bố của Cao Lực. Cao Tổng xin lỗi nhé, chúng tôi đã suy nghĩ cẩn thận rồi, vẫn nên quyết định hủy bỏ hôn ước của hai đứa. Trần Tổng, ông đang đùa tôi phải không? Tôi thông báo cho người thân, bạn bè hết rồi, ông lại bảo tôi hủy hôn ước. Ông nghĩ có thể không? Không hủy cũng được, tổ chức tiệc cưới đúng thời gian, nhưng con gái tôi sẽ không lấy con trai ông. Điều này tôi nói rõ với ông trước. Trần Tổng, ông không cần công việc bên chúng tôi nữa phải không? Không cần thì không cần nữa, thực ra tôi cũng không muốn hợp tác với ông, giá thấp thì thôi đi, còn muốn tôi đổi lấy hạnh phúc của con tôi. Mẹ nó, Trần Liên Hùng, ông dám chơi tôi, ông đây không dạy dỗ ông đấy không phải họ Cao. Bố, đã xảy ra chuyện gì thế? Là chuyện gì vậy? Mà khiến bố tức như vậy? Vừa rồi Trần Liên Hùng gọi điện thoại, nói hủy hôn ước của con với con ông ta. Cả công việc của công ty chúng ta cũng không cần nữa. Sao cơ? Con mẹ nói chứ? Cô ta điên cái gì thế? Để con gọi hỏi thử. Mẹ kiếp, Trần Ngọc Kỳ dám chặn ông đây. Hai cha con này không thể to gan như vậy được. Chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi. Để con thăm dò thư ký của Trần Liên Hùng là biết ngay. Cao Lực lập tức gửi tin nhắn cho Vương Tình, thư ký của Trần Liên Hùng. Hơn một tiếng sau, cuối cùng Vương Tình mới trả lời tin nhắn. Làm sao có thể chứ? Trần Liên Hùng sao có thể hợp tác với bất động sản Hải Thành? Cao Lạc thấy vậy liền gọi cho Ngô Vân Kỳ, chủ tịch bất động sản Hải Thành. Sao cậu lại cứu Trần Liên Hùng chứ? Mẹ nó, tôi đang nắm ông ta rất chặt. Lúc quan trọng cậu lại đâm ông đây một nhát. Mẹ kiếp, ông đây với ai hả? Là cổ đông lớn của công ty chúng tôi quyết định. Cổ đông lớn, Trần Tuấn à? Không phải, anh ta đã bán hết cổ phần của mình rồi. Cổ đông lớn của chúng tôi là Dương Thần, tỷ lệ sở hữu lên đến 60%. Cậu ấy ký hợp tác với Trần Liên Hùng, hơn nữa còn hẹn hò với con gái Trần Liên Hùng. Tôi còn nghi ngờ cậu ta mua cổ phần công ty để cho bố vợ tương lai kinh doanh đấy. Dương Thần, sao tôi chưa từng nghe cái tên này? Bố nói Dương Thần sao? Con quen à? Thằng nhãi ngăn chúng ta giải phóng mặt bằng mà con nói với bố là cậu ta. Còn cướp cả Trần Ngọc Kỳ nữa. Mẹ nó, thì ra là cậu ta giở trò. Nhưng con nói cậu ta là người dân thôn Dương gia mà.
Một người dân làm sao có tiền mua lại 60% cổ phần của tập đoàn bất động sản Hải Thành chứ? Cái gì? Cậu ta mua lại 60% cổ phần của tập đoàn bất động sản Hải Thành sao ạ? Sao có thể như thế được? Không phải hắn là tên nhà quê thuê xe làm màu sao? Có thể là cùng tên, cùng họ, không cùng một người. Ta đến bất động sản Hải Thành một chuyến, gặp Dương Thần sẽ biết có phải là hắn không ấy mà. Chủ tịch Cao, xin chào ông. Lâu rồi không gặp. Hơ hơ, chủ tịch Mô Khánh sáo rồi. Lâu rồi không gặp. Đây là Dương Tổng vừa mua lại 60% cổ phần của bất động sản Hải Thành sao? Đúng thế, đây là cậu Dương Thần, cổ đông lớn mới của tập đoàn chúng tôi. Không phải ông muốn biết vì sao lại cứu Trần Liên Hùng sao? Bây giờ ông có thể hỏi trực tiếp rồi. Cao Lực, trùng hợp ghê. Anh cũng đến đây rồi à? Anh là con trai chủ tịch Cao, không phải rất trùng hợp sao? Đúng là một mũi tên trúng hai đích mà. Dương Tổng là người cố tình làm hỏng kế hoạch giải phóng mặt bằng, còn cùng con trai tôi tranh giành con gái của Trần Liên Hùng nữa. Chủ tịch Cao không thể nói như vậy được. Tiêu chuẩn bồi thường của công ty ông quá thấp. Nếu là ông có đồng ý giải tỏa mặt bằng không? Dương Thần, cậu tưởng cậu thu mua tập đoàn Hải Thành rồi nên có thể cưỡi trên đầu lên cổ tôi đúng không? Tôi nói cậu biết đừng nằm mơ nữa. Chú hai tôi làm giám đốc ở thành phố này. Tôi có đầy cách để trị cậu. Được, để tôi xem chú hai cậu có bản lĩnh đó không. Chủ tịch Mô, anh tiếp bọn họ đi. Tôi phải tan làm rồi. Kỳ Kỳ đang đợi tôi đi ăn. Được rồi, Dương Tổng, cậu đi đi. Bên này giao cho tôi. Thấy không thuyết phục được Dương Thần, Cao Lạc lại chuẩn bị ra tay bên Ngô Vân Kỳ. Chủ tịch Ngô, cậu không lo chút nào sao? Bất động sản Hải Thành để cậu ta làm vậy, chẳng bao lâu nữa sẽ đóng cửa. Đây không phải là vấn đề tôi nên lo lắng. Tôi chỉ đại diện cậu ấy quản lý công ty thôi. Sắp hết giờ làm rồi. Các người có đi hay không? Nếu như hai người không đi, bây giờ tôi đi ngay. Hừ, cho cậu cơ hội rồi đó. Đừng đợi đến lúc tập đoàn Hải Thành đóng cửa. Lại đến cầu xin tôi giơ cao đánh khẽ đấy. Ha ha, tùy ông thôi. Làm công ăn lương như tôi để ý những thứ này không? Mô Vân Kỳ khinh thường liếc nhìn hai cha con họ Cao một cái, rồi quay người bỏ đi. Bố, đi tìm chú hai đi, dù sao cũng phải khiến Dương Thần khuất phục. Thiếp mời của con đều được gửi đi rồi, giờ lại hủy đính hôn, chúng ta sẽ mất mặt biết nhường nào. Đi. Anh Lô bố à, 7 giờ tối chủ nhật này, bố đến dự tiệc đính hôn ở nhà hàng Hải Thành nhé. Ừ, được rồi. Tiệc đính hôn của ai đấy? Bố có thể đưa dì Trần của con đi cùng không? Có chứ sao lại không, là tiệc đính hôn của con mà. Bố làm sao vậy? Không phải bị ngã chứ? Con không đùa bố chứ? Sao đột nhiên đính hôn rồi? Con không đùa. Con trai, cũng gì vào này nọ đấy, còn nhanh hơn cả bố. Được rồi, để bố chuẩn bị đã. Này, anh có làm được không đấy? Sao em cứ cảm thấy anh run run nhỉ? Mẹ nó, tôi mà không được sao? Dù có phải làm lại, tôi cũng chứng minh bản lĩnh của mình. Không làm nữa, không làm nữa. Em thua rồi, em đầu hàng. Lúc này điện thoại của Dương Thần bỗng đổ chuông. Anh Lô, chủ tịch Ngô, có chuyện gì vậy? Cậu Dương, không hay rồi. Cao Lạc đã nhờ em trai Cao Tuấn giúp đỡ, bảo bộ phận thuế đến kiểm tra chúng ta rồi. Cao Tuấn là tổng giám đốc lâu thành phố, thủ đoạn rất cứng rắn đấy. Ừ, tôi biết rồi. Anh hợp tác điều tra với họ đi, cho họ tin ra vấn đề, chúng ta sẽ giải quyết cụ thể. Họ có quan hệ với bên thành phố, nhất thời chúng ta sẽ không dễ làm ăn. Bên kia anh cứ ôm đó nhé, ngay đến lúc tôi phát triển rồi sẽ xử họ. Ừ, được rồi. Dương Tổng chơi game đến mơ hồ rồi phải không? Còn ôm đến lúc phát triển hơn nữa. Lỡ như đến lúc đó không còn nhà nữa thì sao? Hơn nữa, nếu cậu ấy muốn phát triển, cậu ấy phải ôm mới đúng chứ? Sao lại bảo mình ôm chứ? Mình ôm có ảnh hưởng đến cậu ấy không? Làm sao vậy? Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi. Lúc này, hệ thống lại phát nhắc nhở. Phát hiện bố của chủ nhân mua 1,5 cân vàng ở Long Quốc. Hệ thống tặng thưởng cho chủ nhân 20% số cổ phần của tập đoàn vàng Long Quốc. Lập tức có hiệu lực, giấy tờ chứng minh cổ phần sẽ được gửi đến nhà trong vòng nửa tiếng nữa. Xin chủ nhân chú ý kiểm tra. Vẫn là bố đáng tin cậy nhất. Suy nghĩ cũng thật chu đáo. Mua trước 1 cân rưỡi vàng, đúng là người từng trải mà. Đi, đến vàng Long Quốc mua cho cô 1 cân rưỡi vàng nào. Ây dô, cậu là Dương Tổng à? Trông trẻ quá. Đúng là tài không đợi tuổi mà. Tôi là Trương Hàn Vũ, chủ tịch tập đoàn Vàng Long Quốc. Dương Tổng, rất vui được gặp cậu. Rất vui được gặp anh. Chủ tịch Trương nhìn cái là biết làm lãnh đạo. Hào quang vô cùng mạnh mẽ. Hôm nay đến đây ngoài việc làm quen với chủ tịch Trương, còn muốn xem công ty có sản phẩm mới nào sắp ra mắt không? Dương Tổng hai người đến đúng lúc lắm. Chúng tôi chuẩn bị 10 mấy sản phẩm mới, sẵn sàng niêm yết đồng thời trên toàn quốc.
Được, vậy cho tôi một bộ hoàn chỉnh qua đây. Hai người tối mai tổ chức tiệc đính hôn ở đâu? Mấy giờ bắt đầu? Ở nhà hàng Hải Thành, bắt đầu lúc 7 giờ. Nhưng những thứ này chắc chắn phải gửi đến sớm hơn một chút đấy. Hiểu rồi, tối mai tôi sẽ đích thân mang đến cho Dương Tổng. Tiện thể hòa chung không khí, xin một ly rượu mừng. Dương Tổng sẽ không chê chứ? Ha ha, Chủ tịch Trương lại đùa rồi. Anh mà đi tôi sẽ rất vui. Vậy quyết thế nhé. Chúng tôi đi đây. Anh là Phú Nhị Đại sao? Sao mà giàu thế? Vừa mua 60% cổ phần của bất động sản Hải Thành, lại mua thêm 20% cổ phần của tập đoàn Vàng Long Quốc nữa. Vậy tại sao anh vẫn ở nhà thuê chứ? Bố tôi tìm cho tôi một người mẹ kế. Tôi không ra ngoài ở không được. Về có thời gian rồi mua một căn. Bây giờ cứ ở nhà thuê đã. Vâng, được thôi. Vậy giờ chúng ta đi đâu thế? Đến nhà hàng Hải Thành trước để đặt chỗ trước. Rồi tiện thể ăn cơm. Lúc này, Trần Liên Hùng gọi điện thoại cho Dương Thần. Anh Lô, bố à. Dương Thần đang lái xe. Sao thế bố? Tên khốn Cao Lạc đó nhờ em trai giúp đỡ. Bảo bên thuế hay gì đó đến kiểm tra công ty chúng ta. Cứ để họ kiểm tra, chúng ta không làm gì bất hợp pháp cả. Không nghiêm túc truy cứu chắc chắn sẽ không sao. Nhưng một khi bắt đầu nghiêm túc truy cứu, có công ty nào lại không có vấn đề chứ? Kệ ông ta đã. Thứ hai tuần sau sẽ xử ông ta. Bây giờ cần tập trung hết sức vào tiệc đính hôn. Cứ để mặc họ kiếm chuyện đi. Cậu có cách nào đối phó họ không? Cao Tuấn có quan hệ rất tốt với Đầu Thành Phố. Không dễ đối phó đâu. Tôi vừa mua cổ phần của Vàng Long Quốc. Dù không chơi được ông ta cũng đừng hòng chơi tôi. Ông ta chỉ là giám đốc thành phố. Tôi là cổ đông của Vàng Long Quốc, ủy ban quản lý tài sản nhà nước chống lưng. Sợ gì? Hà, cậu đã thu mua lại cổ phần của tập đoàn Vàng Long Quốc rồi đấy á? À, Vàng Long Quốc hôm nay tăng mạnh, hóa ra là do cậu à? Ha ha, con rể bố đúng là bản lĩnh. Vậy được, tôi sẽ không quan tâm họ nữa, để họ quậy thêm mấy ngày nữa đi. Chồng à, thói quen mua của anh đúng là bá đạo thật đấy. Người ta thích lắm. Tối chủ nhật, 7 giờ tại nhà hàng Hải Thành, lễ đính hôn của Dương Thần và Trần Ngọc Kỳ được tổ chức. Chủ tịch Trương của Vàng Long Quốc mang theo trang sức và vàng giới hạn của ngày thất tịch đến. Dương Tổng à, chúc mừng, thật sự xin lỗi cậu, tôi mang đồ đến hơi muộn. Không muộn, vừa đúng lúc. Dương Thần, Trần Ngọc Kỳ, đôi cổ nam nữ các người đi ra đấy chịu chết đi. Giám đốc Cao, cậu có ý gì đây? Chủ tịch Trương, sao anh lại ở đây? Dương Tổng vừa mua lại 20% cổ phần của tập đoàn Vàng Long Quốc chúng tôi. Tôi thay mặt cổ đông lớn, đến đây chúc mừng cậu ấy đính hôn. Giám đốc Cao hùng hùng hổ hổ, mang nhiều người đến đây làm loạn, cũng khá coi thường luật pháp đấy nhỉ. Đâu thành phố bên kia ngạo mạn như vậy sao? Hả, cậu ta mua lại 20% cổ phần của tập đoàn Vàng Long Quốc sao? Không nhầm đấy chứ? Cậu nghĩ tôi có thể nhầm sao? Nói ra chúng ta đều là người một nhà. Bên thành phố đó cũng do ủy ban quản lý kiểm soát. Cậu có chắc làm thế này là hợp lý không? Anh Lực, bố thấy nên bỏ đi. Mẹ nó, hôm nay tôi sẽ không bỏ qua. Ai đến cũng vậy thôi. Dương Thần, Trần Ngọc Kỳ, bây giờ hai người quỳ xuống khấu đầu nhận lỗi với ông đây. Nếu không ông đây sẽ đưa cả nhà các người vào phòng chăm sóc đặc biệt. Để tôi xem mai dám động vào cậu Dương. Cậu Dương, vụ Phượng Hoàng gửi lời chào đến anh và phu nhân. Rất xin lỗi, Phượng Hoàng phải xử lý công việc gia đình nên mất nhiều thời gian, đến tận bây giờ mới đến báo cáo với cậu. Ngựa tỷ mà hệ thống thưởng cuối cùng cũng đến rồi. Ây da, là Vu Tổng của tập đoàn An Ninh Thần Thuẫn mà. Đã lâu rồi không gặp, Vu Tổng đều ổn cả chứ? Chủ tịch Trương, lâu rồi không gặp, cảm ơn đã quan tâm, mọi thứ đều ổn. Cậu Dương, trong này là chứng nhận quyền sở hữu tập đoàn An Ninh Thần Thuẫn, bao gồm giấy chứng nhận công ty con và các chi nhánh khác, danh sách các công ty đầu tư, danh sách bất động sản đã mua vân vân, mời cậu xem qua. Đưa cho tôi hết sao? Tất nhiên, Phượng Hoàng đã là của cậu Dương, những thứ này hiển nhiên cũng là của cậu. Từ nay về sau, cậu chính là chủ nhân của tập đoàn An Ninh Thần Thuẫn.